Rồi. Mình bắt đầu với anh chị ha. Em nào mời. Cái bài này như tôi nói là nó tương đối khô khan, nhưng mà cái gì phải nắm, mặc dù là đối với cái lớp xã phụ khoa là cái bài này nó đã cắt bớt chứ nó không có đầy đủ. Thì nếu đầy đủ là mình phải nói hai tiếng gì riêng về kỹ thuật thôi. Đây là cái ông Tristan Dodan, ông này là cái cha đẻ của cái show Dodan. Đầu tiên tôi lưu ý về cái chiều hướng của đầu dò. Thì cái đầu dò của mình đó là nó có cái chiều hướng. Ví dụ như các anh chị thấy rằng là mình đưa cái đầu dò lên, mình thực hiện cái lát cắt dọc, thì rằng là ở trên cái màn hình của mình đó, nó có một cái hình siêu âm mình thường quen thuộc mình nhìn thấy như thế này. Thì là cái phía trên của màn hình đó là phía trước của bệnh nhân, phía dưới là phía sau lưng, còn cái bên trái màn hình đây là phía đầu bệnh nhân, bên phải màn hình là phía chân bệnh nhân. Đó, thì đây người ta quy ước, đây là phía trước, phía sau, đây là phía đầu và đây là phía chân. Đây là cái quy ước quốc tế, mình không có được thay đổi. Cái thứ hai là đây là cắt ngang. Thì khi mình cắt ngang như vậy á, thì là ở đây là phía trước, đây là phía sau, còn bên trái màn hình đó là bên phải bệnh nhân, bên phải màn hình là bên trái bệnh nhân. Đó, thì đây là lát cắt ngang, và mình sẽ dùng trong tất cả các lĩnh vực về hình ảnh, cả siêu âm, CT, cộng hưởng từ, X quang cũng như vậy luôn. Đó là nhìn chung là mình sẽ, đây là quy ước quốc tế. Rồi, tương ứng với cái hình siêu âm như vậy á, thì mình có cái đầu dò của mình nó cũng có bên được bên cái. Cái gì thấy là trên cái màn hình siêu âm của mình á, là nó luôn luôn có một cái điểm sáng, và thường là nó ghi tên cái hãng ở trong cái điểm sáng đó. Thì đầu dò của mình á, đây là đầu dò linear, tức là đầu dò phẳng, thì là nó chỉ có G một bên thôi, bên kia nó không có. Thì là tương ứng với cái điểm G đó là cái điểm đánh dấu trên màn hình. Như vậy là khi mình thực hiện lát cắt ngang á, thì hai cái này nó phải cùng một phía. Hình dung ra không? Như vậy thì nếu mình cầm cái đầu dò thì cái đầu dò, cái điểm G nó nằm ở trong ngón cái của mình khi mình thực hiện lát cắt ngang, đúng không? Rồi, như vậy thì các anh chị nào nói cho tôi biết khi mình làm cái lát cắt dọc thì là mình xoay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ? Xoay ngược. Theo chiều kim đồng hồ. Như vậy thì đây là cái đầu dò. Như vậy thì nó có một cái điểm đánh dấu ở cái G đây. Khi mình cầm ngang là cầm như thế này, đúng không? Khi mình thực hiện lát cắt dọc là mình xoay như thế này, tức là theo chiều kim đồng hồ. Rồi nếu mình muốn trở lại lát cắt ngang thì mình phải ngược chiều kim đồng hồ trở lại, đúng không? Đó, đó là quy ước chung, nhà đừng có xoay lung tung. Đó, như vậy thì đây một cái bệnh nhân nằm như vậy, mình để cái đầu dò, các chị thấy gờ có bên này, bên đây không có, thấy chưa? Như vậy là đây là lát cắt dọc, còn lát cắt ngang thì cái gờ nó nằm ở bên phía cái người bác sĩ làm, nhưng mà chưa, rồi không có được lộn nha. Như vậy là trên lát cắt dọc á, là mình giống như mình lấy nhau một rạch cái ổ bánh mì, mình nhìn ngang qua từ bên phía mình nhìn qua bên kia, đúng không? Đây là bệnh nhân nằm bên cắt như này thì mình nhìn từ bên này nhìn qua. Rồi khi mình cắt ngang thì tức là mình đứng dưới chân mình nhìn lên, như vậy chưa? Đó là cái lát cắt. Rồi, như vậy thì mình không có được xoay cái đầu dò lung tung. Đây là lát cắt ngang và đây là qua lát cắt dọc, và ngược lại là lát cắt ngang. Thấy chưa? Rồi, một số cái kỹ thuật khi mình dùng đầu dò, thứ nhất là cái kỹ thuật trượt, cái này mình xài rất là nhiều, cái sliding này mình xài rất là nhiều. Đó, mình trượt theo cái trục của cái cấu trúc đó, hoặc là trượt vuông góc. Đó là kỹ thuật trượt. Cái thứ hai là cái kỹ thuật để cái đèn của mình còn sáng quá, nên em nào tắt luôn cái để một cái bóng đèn phía sau thôi. À,
nay là em chơi luôn hệ thống luôn là à, được rồi đấy, rồi tốt rồi đó. Khi mình để ép đầu nhỏ thì anh chị nào biết là mình cái mình trong cái siêu âm gì mình hay dùng kỹ thuật này, siêu âm mạch máu, siêu âm mạch máu bây chủ yếu là siêu âm định mạch, ví dụ như mình tìm huyết khối đúng không, huyết khối thì mình biết rồi cái động mạch của mình nó có trương lực và cái định mạch thì trương lực nó rất là kém. Đến khi mình đè, khi mình thực hiện lắc cắt ngang, ví dụ như đây là hai cái mạch máu thực hiện lắc cắt ngang, mình đè xuống một cái thì cái động mạch thì nó đập ở dưới tay mình, mà trong khi đó cái tĩnh mạch nó sẹp lép đúng không, thì nếu mà tĩnh mạch nó sẹp lép nó mất luôn cái tĩnh mạch thì đó là bình thường, còn nếu mà đè xuống mà cái tĩnh mạch nó vẫn cứ tròn vo thì đó là huyết khối, rất là dễ đúng không. Rồi bây giờ cái kỹ thuật nữa là rocking, tức là mình sẽ xoay chết cái đầu giò sang hướng sang hai bên. À, đó gọi là rocking. Rồi cái rotation thì mình không được xoay lung tung, tức là từ lát cắt ngang mình xoay theo chiều kim đồng hồ để làm cái lát cắt dọc, rồi từ lát cắt dọc mình xoay ngược kim đồng hồ để làm cái lát cắt ngang. Rồi cái tiêu tinh mình xài rất là nhiều, ví dụ như rằng là mình muốn cắt cái mặt phẳng vành, cái mặt em bé đó đúng không, bây giờ mình đang cắt mà nó không có được mặt phẳng vành thì lúc đó mình sẽ chết cái đầu nhỏ để cho nó được cái mặt phẳng vành, dùng hay không, tức là đây là mặt phẳng vành, là cái mặt phẳng mà nó song song với cái đúng không, cái mặt của mình. Rồi bây giờ đối với bà bầu thì cũng giống như mình làm trong tổng quát về cái gì, tức là người ta quy ước khi mình thực hiện lát cắt như này thì đây là phía đầu của sản phụ, đây là phía chân của sản phụ đúng không, mình cũng nhìn từ bên chỗ mình nhìn qua bên phía bệnh nhân đó. Còn trên lát cắt ngang, đó, trên lát cắt ngang thì mình cũng dưới chân mình nhìn đây đúng không. Đó. Rồi về chiều hướng thì khi mà làm siêu âm một em bé ở trong bụng thì luôn luôn mình phải biết là em bé nó nằm cái thế đầu, ngôi đầu hay là ngôi mông tại cái thời điểm đó, là bởi vì nó liên quan đến cái vị trí của tim. Nếu mà ngôi đầu thì cái tim nó là trường hợp này là bình thường, nhưng mà nếu nó ngôi mông thì cái tim nó bị đảo qua bên, thấy chưa, thành ra là đầu tiên. Cho nên rằng là nếu mà các chị làm quen về siêu âm sản thì đầu tiên vô là mình phải quét dọc một cái từ trên xuống dưới để hình dung đầu em bé nó ở đâu, lưng em bé nó ở đâu, mông em bé nó ở đâu, thì lúc đó mình biết cái thế nằm của em bé thì lúc đó mình mới làm tiếp, chứ mình không có đưa cái đầu giò vô cái cắm đầu coi cái đầu rồi sau đó đi, đúng không? Và nhiều khi làm xong cái đầu rồi cuối cùng nó làm rít một hồi thấy thêm cái đầu nữa, là nhiều khi thay đổi đúng không, mà mình không có một cái tổng quát ban đầu là mình sẽ bỏ sót rất là nhiều. Rồi bây giờ một cái cách để mà kiểm tra đầu giò, và thực ra nếu mà làm đúng thì không cần phải làm cái cách kiểm tra này. Cái gì thế là đây là cái điểm đánh dấu trên đầu giò và đây là cái điểm đánh dấu trên màn hình đúng không. Bình thường trên lát cắt ngang thì hai cái điểm này nó phải cùng một phía, cho nên khi mình kéo ngang đầu giò qua thì cái hình em bé nó sẽ đi ngược lại là đúng. Còn nếu mà hai cái này nó, cái điểm đánh dấu trên màn hình và điểm đánh dấu trên mặt đầu giò mà nó khác phía nhau, tức là mình cầm sai đầu giò, thì khi mình trường cái đầu giò ngang á, thì là cái thai nó chạy theo mình. À, nhưng mà thực ra thì nếu mà làm đúng thì không bao giờ phải cần đến cái cách đó. Tuy nhiên nó có một cái là nhiều khi cái người làm siêu âm trước mình họ làm sai, hình dung không, họ làm sai là họ nhấn cái invert, họ nhấn cái bàn phím á, cái nút invert, cái chữ R ngược á, thì lúc đó các anh chị thấy rằng là cái điểm đánh dấu nó không nằm bên trái màn hình nữa, mà cái điểm đánh dấu nằm qua bên phải màn hình, hình dung ra không, thì lúc đó nếu mình cầm đúng đầu giò là mình sẽ làm sai, mà cái điểm nó nhiều khi mình không có để ý đâu các anh chị, không, nếu mà làm không chú ý là sẽ nhưng mà nếu mà người nào làm quen á, cầm cắt mà cắt ngược là biết liền à, hình dung ra không, cắt ngược là sẽ biết liền là mình đang bị cắt ngược. Rồi bây giờ mình dùng đầu giò trong sản phụ khoa như thế nào, thì đối với phụ sản phụ khoa thì cái đầu giò của nó khởi thủy á, là cái đầu giò nó một cái cây thẳng thôi, nhưng mà nếu mà một cái cây thẳng á, thì người ta sẽ không gắn được cái kim để mà làm can thiệp vô, cái rãnh này là để mình làm cái kim để mình sinh thiết hoặc là cái kim để hút trứng này nọ, tức là mình gắn vô cái rãnh này, là dùng ra chưa. Thì đối với cái đầu giò siêu âm qua âm đạo á, thì đây nó là cũng là đầu giò convex, nhưng mà nó là micro convex đúng không, như vậy là khác với cái đầu giò convex qua là bụng, là cái này thứ nhất là cái
con vách này nó nhỏ, gọi là micro. Cái thứ hai, tần số đầu nhỏ nó cao hơn. Ví dụ như quang ngã bụng là tần số trung tâm khoảng chừng 4 đến 5 MHz, thì quang ngã âm đạo nó từ 6 đến 9 MHz, tức là tần số cao hơn. Tần số cao hơn thì độ phân giải cao, cao hơn, trường nhìn nông hơn, đúng không? Nhưng mà mình rất cần cái độ phân giải cao và rất cần cái nông, là bởi vì sao? Mình đưa đầu nhỏ qua âm đạo mình gặp ngay cái tử cung hồi phục rồi. Cho nên là cái đầu nhỏ âm đạo là cái không thể thiếu khi mình muốn làm xương phụ khoa, đúng không? Còn nếu mình làm phụ khoa mà không có đầu nhỏ âm đạo thì không phải là xương phụ khoa. Đó. Rồi. Thì cái mà cái gờ dị điểm á của cái đầu nhỏ phụ khoa là ở cái phía gù lên như này. Rồi nhung ra không? Rồi bây giờ như vậy thì khi mình thực hiện cái lát cắt dòng thì là mình đưa cái đầu nhỏ là lại mình phải đưa cái gù này lên trên. Đó. Thì nếu mà tưởng tượng như là cái người sản phụ này họ nằm phẳng ở trên giường thì cái chuôi đầu nhỏ này nó sẽ cấn xuống mặt giường. Hình dung ra không? Cho nên rằng là khi mình làm siêu âm phụ khoa thì luôn luôn phải có một cái gối lót mông là như vậy để cho nó cao lên. Đó là giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ hai là nó mình cho bệnh nhân nằm trên cái màn khám phụ khoa đó. Cái màn khám phụ khoa này nó sẽ có một cái có lỗ pét tròn tròn, cái lỗ pét trong bầu dục á. Hình dung ra không? Thì là bệnh nhân nằm sát xuống dưới ngay dưới rồi cái này tha hồ thì làm nó không có cấn cái đầu dòng. Rồi bây giờ đưa đầu nhỏ vô âm đạo thì mình sẽ đưa theo lát, đây là lát cắt dọc, tức là sai biên độ. Thì đây là phía trước, đây là phía sau, đây là phía trên đầu, đây là phía dưới chân. Nhưng mà mình không có nhìn cái hình nó nằm ngang như này, mà luôn luôn mình xoay cái hình đó để cho cái hướng, cái phần, cái chỗ mà đầu nhỏ lên trên, đúng không? Cái hình mà phụ khoa của mình á, cái quang ngã âm đạo nó cũng giống như quang ngã bụng vậy đó, nó lên trên. Thì như vậy thì cái này mình sẽ xoay 90 độ qua cái hình này. Hình dung ra chưa? 90 độ qua hình này thì đây là phía dưới chân bệnh nhân, tức là ở phía trên của cái màn hình là dưới chân bệnh nhân. Rồi, phía dưới đây là phía đầu bệnh nhân, đây là phía trước bệnh nhân, đây là phía sau bệnh nhân. Hình dung ra chưa? Đó, đây là cái kiểu nhìn quen thuộc ở Việt Nam. Còn bên Pháp á, thì nó nhìn ngược lại. Hình dung ra không? Nó giống như là đây là cái quạt mình để xuôi xuống, còn bên Pháp cái quạt nó để ngược lên trên. Thì cái kiểu nào cũng như vậy hết, thay vì mình xoay đứng lên này thì người ta xoay ngược lên trên vậy ha. Rồi thì đối với cái đầu nhỏ qua ngã âm đạo thì mình có hai lát cắt chính thống, tức là có sagittal là lát cắt dọc và nó không có axial mà nó chỉ có coronal thôi. Tại vì mình hình dung là cái đầu nhỏ nó như này nha, vậy là lát cắt dọc, đúng không? Khi mình như vậy thì tôi muốn xoay qua lát cắt vành thì tôi xoay theo chiều kim đồng hồ ngược. Ngược. Thế như này là coronal. Đúng không? Như này là coronal. Tức là lát cắt vành chứ không phải là lát cắt axial. Axial là lát cắt theo trục. Hình dung ra không? Bệnh nhân nằm, sản phụ nằm ở trên đó thì như vậy là như này là sagittal mà như này là coronal. Hình dung ra chưa? Như vậy thì đây cái đầu dò âm đạo đây, cái gập góc phía trên này, cái gù mình phía trên này, đúng không? Mình đưa vô thì luôn luôn mình không bao giờ đưa ngang á, luôn luôn đưa như thế này, đưa lát cắt xe đi rồi trước, đúng không? Mình đưa vô như thế này rồi mình làm lát cắt vào là mình xoay như thế này rồi mình trở lại như thế này, hiểu chưa? Không có đi, không có xoay lung tung nha, chỉ có dọc vành, dọc vành, được chưa? Rồi. Đó, đây là cái hình minh họa cho các anh chị. Đây là mình đưa vô, mình làm cái lát cắt dọc và sau đó mình xoay ngược cái đầu dọc theo chiều kim đồng hồ, theo ngược chiều kim đồng hồ để làm lát cắt vành, rồi sau đó mình xoay lại theo chiều kim đồng hồ làm lát cắt dọc. Rồi bây giờ như vậy thì cái một cái tử cung mình có thể thực hiện qua ngã bụng hay qua ngã âm đạo, nhưng mà rõ ràng các anh chị thấy đây là một cái siêu âm quang ngã bụng. Đây là phía trước, đây là phía sau, đây là phía đầu, đây là phía chân. Quang ngã bụng thì mình dễ hình dung cái thấy lắm ha. Đây là cái bàng quang, đây là một cái cửa tử cung nó gặp sau, đây là cái âm đạo. Thế nhưng mà các anh chị có thấy được chi tiết cơ tử cung không? Không, đúng không? Nếu mà cái tử cung gặp sau này mà không có nước tiểu thì mình không thể thấy được. Mà có nước tiểu thì mình thấy được một phần, nhưng mà muốn thấy cái chuyện đó là nếu mà chỉ cho uống nhiều nước vô đi thì càng nhiều nước thì cái tử cung càng bị đẩy ra xa, được chưa?
Như vậy là cái xương và cả bụng nó đầy những cái nhược điểm nếu mình làm cái phụ khoa. Trong khi đó cũng cái bệnh nhân đó mình cho bệnh nhân đi tiểu hết đi. Đi tiểu hết đây mình đưa cái đầu dò qua ngạm đạo, mình thấy rất rõ cái tử cung, đây là đáy tử cung, đây là vùng phía eo tử cung. Các chị thấy được những cái lớp cơ tử cung không? Rồi giờ ôn lại tử cung nó có mấy lớp cơ? Mấy? Ba lớp cơ. Bây giờ mình sẽ coi nha. Bây giờ mình sẽ coi nội mạc nha. Đây là cái nội mạc này. Đây là cái lòng tử cung nè. Thì nội mạc một bên nè. Như vậy đây là từ đây đến đây là nội mạc tử cung gì? Thấy rõ không? Rồi ha. Rồi bây giờ mình thấy đây là những cái lỗ đen đen. Đây là chính là cái động mạch vòng cung. Thấy chưa? Thì phía ngoài động mạch vòng cung là lớp ở ngoài. Thấy chưa? Rồi ở đây giữa động mạch vòng cung với nội mạc á, là nó có hai vùng. Một cái vùng hồi âm kém và một cái vùng hồi âm dậy hơn một chút. Thì đây là cái vùng hồi âm kém, đó là lớp cơ trong. Từ cái lớp cơ trong này đến cái động mạch vòng cung, đây là lớp cơ giữa. Thấy không? Thấy chưa? Như vậy là mình thấy đây lớp cơ ngoài, đây là lớp cơ giữa, đây là lớp cơ trong và đây là nội mạc tử cung. Bình thường tử cung nó rất là đối xứng hai bên nếu mà không có u sơ hoặc là lạc nội mạc. Thấy chưa? Như vậy thì khi mình cắt một cái tử cung mà mình thấy nó cân đối như này là quá tốt. Ham. Và nếu mà để ý thêm một chút nữa thì những cái tử cung mà của những cái người mà chưa sanh nào bao giờ thì cái động mạch tử cung, cái động mạch vòng cung này rất là khó thấy. Còn những người mà đã từng sinh nở rồi thì cái động mạch tử cung này nó sẽ nở lớn hơn. Rồi, trên cái lá cắt vành thì mình thấy đây là cái nội mạc tử cung. Rồi, và cái lá cắt vành này để mình đi tìm hai cái phần phụ. Thấy chưa? Rồi, cái này mình chưa thấy được hai phần phụ. Đây là bên phải. Nhắc lại nha, đây là phía chân bệnh nhân, đây là phía đầu bệnh nhân, đây là bên phải và đây là bên trái bệnh nhân. Đó. Bây giờ mình coi cái tử cung gập trước. Tử cung này làm qua ngạm bụng rất là ít nước tiểu, nó gập trước. Rồi ha. Khi mình làm qua ngạm đạo rõ ràng cũng một bệnh nhân đó, mình thấy chi tiết đây là nội mạc tử cung, đây là lớp cơ trong, đây là lớp cơ giữa. Đó, cái động mạch vòng cung trong trường hợp này rất là khó nhận biết. Nè, là mờ cái vùng này này. Nè, và cái tử cung này rất là cân đối. Thì đối với những cái đầu dò, đây là đầu dò thế hệ trước. Các chị thấy là cái góc mở của nó chưa có được rộng lắm. Còn những cái đầu dò mới bây giờ đó là cái góc mở nó trùm luôn cái màn hình. Các chị hình dung không? Thì lúc đó cái góc mở nó càng lớn thì mình sẽ coi hết được từ đáy tử cung đến cổ tử cung, mình thấy hết đây là cắt được. Rồi. Buồng trứng nó nhận biết được bằng cái gì? Bằng những cái nang noãn ở trên cái buồng trứng. Thấy chưa? Đây là cái buồng trứng trái, nó nằm ở cái lệch bên cái cùng độ trái một chút nhờ những cái nang loạn. Điều đó có nghĩa rằng là khi người ta mạng kinh thì mình sẽ rất khó thấy buồng trứng, đúng không? Dạ. Có một số trường hợp là trước đây người ta nghi ngờ những cái thai lạc chỗ đó, mà mình hỏi người ta khai là chưa có quan hệ bao giờ, thì lúc đó mình phải làm qua ngã trực tràng. Thì nếu mà làm qua ngã trực tràng thì nó sẽ tốt hơn qua ngã bụng. Tất nhiên nó không bằng qua ngã âm đạo. Nhưng mà đó, nguyên lý của ngại trực tràng là như thế này. Thay vì mình cho vào đường âm đạo thì mình cũng bọc đầu dọc, mình cho vào ngại trực tràng. Rồi mình cũng dùng cái, mình dùng cũng dùng mỗi lớp không. Tại vì thực ra hai cái đường này nó song song với nhau, nó kế cận nhau thôi. Không? Thì mình cũng coi tương đối tốt những cái về trường hợp thai lạc chỗ. Rồi, nó còn một cái đường nữa là mình siêu âm qua cái ngã môi lớn môi bé đó, tức là thay vì mình đưa cái đầu dò vô trong âm đạo thì mình để cái đầu dò ở ngay cửa thôi, mình nhìn vô thôi chứ mình không đi vô trong cửa, hình dung ra không? Đó, tức là mình áp cái đầu dò ngay cái ngã môi lớn môi bé. Thì khi nào mình khảo sát cái đó thì có một số cái, ví dụ như là người ta sợ hở eo cổ tử cung mà người ta không có đầu dò âm đạo. Và cái thứ hai là có một cái bệnh lý mà không làm qua cái ngã môi lớn môi bé là mình không thấy được là cái túi từ niệu đạo. Tại vì cái gì nên nhớ là cái niệu đạo nữ á, nó có một chút à. Mình dùng ra không? Của niệu đạo nam á, thì nó dài khúc nó lòi ra ngoài rồi. Còn niệu đạo nữ á, thì nó chỉ có một khúc ngắn thôi. Thì chắc khoảng chừng 1cm chiều dài hả? Nó từ cái bằng quang nó ra cái lỗ niệu đạo phía ngoài. Đúng không? Và như vậy thì nếu mình làm siêu âm qua ngã âm đạo là mình không thể nào thấy được. Cái gì thấy được không?
Tại vì mình đưa đầu dò vô trong cái đường hầm, nhưng mà cái liệu đạo nó nằm trên nóc đường hầm thì mình không thấy được. Hình dung ra không? Còn mình làm qua cả bụng á thì cũng không thấy được, là bởi vì mình thấy được cái bàng quang thôi. Rồi sau đó là cái khớp, cái xương môn nó che hết, mình không thấy được. À, và bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Mình cũng liền lúc này mình sẽ dùng cái đầu dò con vét hoặc là nia cũng được, đều được hết. Mình vẫn phải mọc đầu dò giống như là mình làm qua cảm đạo, và mình cũng phải giải thích cho bệnh nhân là bây giờ tôi sẽ đưa cái đầu dò vô cái chỗ đó đó, nhưng mà tôi không đưa vô trong, cái này đầu dò nó to tôi để phía ngoài để tôi coi, nhưng mà phải giải thích cho bệnh nhân đàng hoàng nha. Đó, những cái này là khi mà làm qua ngã âm đạo hoặc là qua ngã môi lớn môi bé thì bắt buộc phải giải thích cho bệnh nhân trước cái gì ha. Và cái thứ hai nữa, luôn luôn phải có một y tá đứng bên cạnh mình trong phòng, chưa, không được làm một mình nha. Cái gì cái điều đó nó sẽ bảo vệ cái gì, nên nhớ nha. Cái gì đừng nói là cái gì tôi là người đàng hoàng tử tế, tôi không có gì mờ ám hết, đúng không? Không có cái gì mà không ấy đó. Cái gì phải làm đúng người ta đó. Đây là người ta thực hiện lát cắt dọc, đúng không? Còn lát cắt vành thì rất là đơn giản, cũng giống như qua ngã rạo vậy đó. Mình xoay ngược, ngược đầu dò lại ngược chiều kim đồng hồ. Trong bài tôi ghi rất rõ là bệnh nhân phải được giải thích và chấp thuận khảo sát. Đó. Mình cho bệnh nhân nằm tư thế sản phụ. Thì ví dụ như đây là một cái trường hợp người ta coi khảo sát coi là thai phụ có hở eo cổ tử cung hay không. Thì nó cũng giống như là siêu âm qua ngã âm đạo vậy các anh chị. Mình đưa đầu dò vô và mình xoay 90 độ. Hình dung ra chưa? Mình xoay cái hình 90 độ. Thì như vậy là thẳng cái đường vô là cái âm đạo. Và thông thường á, là cái cổ tử cung, cái chùm chi siêu âm nó sẽ vuông góc cái cổ tử cung, đúng không? Rồi bây giờ mình thấy đây là cái đầu dò tầm mét như vậy. Đây là phía đầu bệnh nhân, đây là phía chân bệnh nhân như vậy. Đây là cái âm đạo vô, đúng không? Thì vuông góc với cái âm đạo đó là cái cổ tử cung. Đây là cái lỗ ngoài của, đây là cái cổ tử cung này. Đây là cái kênh cổ tử cung này. Đây là lỗ ngoài của cổ tử cung, đây là lỗ trong của tử cung. Đây là khoang ối này. Đây là cái mỏm đái của bệnh nhân này. Đây là cái xương mu. Hình dung ra vấn đề chưa? À, rất là dễ. Đó. Như vậy thì em bé nó nằm đây, mình xoay thì cái hình của mình thì mình cắt vô, mình thấy đó, mình sẽ cắt được. Thì nếu có ở em của tử cung thì mình sẽ thấy ngay. Rồi. À, đây là cái đường dò qua ngã âm đạo. Như vậy là cái hở eo của tử cung mình có thể khảo sát qua cái ngã môi lớn môi bé. Hai là mình đưa cái đầu dò qua ngã âm đạo thì cái đầu dò nó sẽ áp trực tiếp lên cái cổ tử cung, đúng không? Thì mình sẽ coi cái độ phân giải tốt hơn, chính xác hơn để đánh giá cái hở eo. À, đây là một cái trường hợp mà một cái bà cụ người Phan Thiết cứ bị nhiễm trùng đường tiểu lần đi lặp lại. Và bà cụ khai là mỗi lần tôi đi tiểu á, tôi thấy nó lồi ra một cái cục á, mà tôi đi khám bác sĩ nói tôi không có gì hết, cứ cho tôi uống thuốc. Rồi bệnh nhân đi khám ở ngoài Phan Thiết không có hết được. Và các chị biết rồi, cái nhiễm trùng đường tiểu nó rất là khó chịu, đúng không? Cứ vài phút cái đi vô toilet lần, đúng không? Vài phút đi vô toilet là mà bệnh nhân rất là khó chịu. Khăn gói quả mướp đi vô từ dũ. Từ dũ người ta làm cho qua ngã âm đạo, người ta kết luận bình thường, người ta cho về. Là nhung ra không? Rồi bác sĩ đều khoa với chỗ tôi với khám với nghĩ nên là chắc chắn là bệnh lý túi thừa, với đề nghị làm cộng hưởng từ. Thì bệnh nhân này tôi đưa từ phòng cộng hưởng từ qua phòng siêu âm để tôi lấy hình. Thì các chị thấy rằng là tôi làm đầu tiên, tôi lấy hình là tôi làm siêu âm qua ngã bụng, là tôi thực hiện cái lát cắt ngang bằng quang. Thì rõ ràng đây là cái bằng quang. Thì lúc mà mình làm cộng hưởng từ của cái vùng chậu á, là mình có bơm gel vào trong âm đạo á. Các chị hình dung ra không? Thì đây là cái gel trong âm đạo nè. Thì khi mình bơm gel thì nó có những cái bóng khí gel và những cái bóng khí nó nằm trong âm đạo. Mình nhung lên chưa? Như vậy đây là lát cắt ngang qua ngã bụng. Thấy gì không? Thấy gel trong đạo thôi, thấy bọc đá thôi, đúng không? Rồi bây giờ mình thực hiện lát cắt dọc. Thì đây là cái bàng quang, đây là cái gel trong âm đạo nè. Cũng chấm hết, chẳng thấy gì hơn được nữa. Thấy không? Rồi, bây giờ tôi mới giải thích bà cụ. Rồi tôi làm qua cái ngã môi lớn môi bé. Và đây là cái lát cắt dọc. Bây giờ mình coi lát cắt dọc này nha. Các chị thấy đây là cái khớp mu nè. Hình dung thấy không? Hai cái xương mu nó hơi lệch nhau một chút nè. Hình dung ra chưa? Phía sau cái xương mu là đây là cái bọng đái nè. Hình dung ra chưa? Rồi, phía đằng sau này là đây là gel nó nằm ở trong âm đạo này.
Như vậy chưa? Như vậy chưa? Rồi, như vậy thì đây là những cái túi thừa. Đây là cái đường đi của niệm đạo. Và những túi thừa nó nằm ở trên cái đường đi này. Thành như vậy chưa? Hiểu chưa? Như vậy thì nếu mình trường hợp này mình làm qua ngã bụng không thể thấy được, còn mình đưa cái đầu dò qua âm đạo thì mình chỉ thấy phía trên thôi chứ mình không thấy ở trên nóc cái đường hầm. Hình dung không? Tại vì mình đưa qua âm đạo rất là mình đưa qua một cái đường hầm thì cái đầu dò nó chỉ nhìn phía trước thôi chứ nó không nhìn trên nóc đường hầm. Được chưa? Đó. Và đây là các lá cắt vành. Lá cắt vành thì mình thấy đây là những cái túi thừa và đây là cái đầu dò, đúng không? Như vậy thì nếu mình làm được trên xua mà cho nó tốt, tức là phương tiện mình có nhưng mà mình không biết chọn đường làm thôi, đúng không? Đó, người ta đã đi khám ngoại quê bao nhiêu lần rồi, vô từ chỗ khám rồi cũng làm qua âm đạo, thì nói chung là bác sĩ mình rất là máy móc. Một là làm qua ở bụng, hai là âm đạo thôi chứ chẳng bao giờ nghĩ thêm cái gì hết. Mà mình biết là cái niệu đạo nó chút xíu nó nằm ngay sau, nó khuất sau cái khớp mu, mà mình cứ làm theo hai cái đường đó thì không thể nào thấy được. Thấy chưa? Trong khi đó nếu mình để cái đầu dò này mình chẩn đoán ngay được cái bệnh lý niệu đạo. Đó. Và như vậy thì đây là mình lấy cái hình cộng hưởng từ để mình so sánh. Thì đây là cái xương mu này, đây là cái bọng đái này, đây là cái gieo nó trong âm đạo, nó có những cái móng khí này. Thì cái niệu đạo nó chạy theo này và nó có những cái túi thừa. Hình dung lên chứ? Đó, đây là những cái túi thừa niệu đạo. Đó. Thì như vậy thì cái bệnh lý túi thừa niệu đạo là như nào? Cái gì thấy nhìn cái hình để hình dung như vậy là lên tử cung. Đây là âm đạo, đây là cái bọng đái và đây cái niệu đạo nó có chút xíu. Thì người ta vẽ một cái túi thừa thôi, nhưng mà thực tế và cụ này rất là nhiều túi thừa nó nằm dọc trên cái đường này. Thấy chưa? Dạ. Đây là một cái trường hợp khác. Bệnh nhân được trên khoa sản người ta gửi xuống. Lý do là bệnh nhân vô là khám là kêu là đau ở âm đạo. Rồi thì bệnh nhân được khám siêu âm qua ngã bụng và qua ngã âm đạo. Đây này thấy gì không? Siêu âm qua ngã bụng, siêu âm qua ngã âm đạo. Và cuối cùng là trên sản người ta kết luận là nó có một cái khối đặt ở bàng quang hoặc là cái thành trước của âm đạo và đề nghị khám bác sĩ niệu khoa. Lên bác đưa lên bác sĩ niệu khoa thì bác sĩ niệu khoa nói rằng là không có cái gì ở trong bàng quang hết á, bàng quang trống trơn, có gì hết á, trả lại sản. Đó là bây giờ sản đá lên trên niệu, niệu trả về sản. Sản thì bây giờ đưa qua hình ảnh thôi. Thấy không? Tức là nói chung là hình ảnh là cái bộ phận, là cái bộ môn coi như là cái gì người ta trút hết cho nó là bây giờ bí, giao cho hình ảnh làm gì làm. Rồi, xuống hình ảnh thì tôi coi thì đây là siêu âm qua đường bụng thì tôi thấy đây là lát cắt ngang, đây là cái bàng quang, lát cắt dọc, đây là cái bàng quang. Rõ ràng trong bàng quang không có u bướu gì hết á. Đây là một cái tử cung nó gặp xong, đây là cái âm đạo, hình dung anh chưa? Lát cắt dọc này, hình dung ra vấn đề chưa? Rồi ha, là căn ngàn. Như vậy thì đây là cái LM, cái bụng trứng đây. Như vậy là không có bú trong bàng quang. Như vậy thì bây giờ nó nằm ở đâu? Tôi ví dụ cái đầu nhỏ, tôi làm qua hàm môi lớn môi bé, thì cái gì thấy đây là cái xương mu này, nhìn quen chưa? Rồi, ngay cái khi mà áp đầu nhỏ vô, mình thấy ngay dưới đầu nhỏ nó có nguyên một cái khối này, nó lồi ra phía ngoài xương mu, đúng không? Cái khối này nó có hồi âm mà kính mờ, nó dầu tới máu. Đó, trên cái lá cắt vành này cái gì thấy? Đây là cái khối dịch nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ cái gì sẽ thấy lờ mờ là có hai cái xương mu này khi mà tôi dịch chuyển cái đầu dò đó. Đây là cái xương mu này, đây là xương mu này, đây là cái âm đạo đi vô này. Thấy chưa? Như vậy thì cái khối này nó nằm ở cái môi bên phải, cái môi bên trái. Môi bên phải, môi bên trái. Đây là các vành. Đây này nha, hình dung anh chưa? Đây nè, lát các vành. Đây là cái âm đạo. Đây là khớp mu, xương mu. Cái này là bên phải bên trái. Nó là mô bên phải. Thấy chưa? Như vậy tóm lại nó là cái gì? Nó là một áp xe ở cái mô. Áp xe ở cái mô lớn. Thấy chưa? Như vậy thì áp xe môi lớn thì mình đưa cái đầu dò vô âm đạo mình thấy gì không? Không thấy gì. Và tôi cũng không hiểu trên sản người ta làm ăn cái kiểu gì. Người ta vừa làm qua ngã bụng, người ta vừa làm qua ngã âm đạo. Mà trong khi đó người ta làm, nhưng mà nó cũng khó là nhìn ngược hai cái môi mình, nhìn về lâm sàng là mình không biết được. Chỉ khi mình đặt đầu dò vô mình mới thấy thôi.
chứ còn về lâm sàng là hai cái mô nó vẫn bình thường chứ nó không có sưng nóng rồi đau gì hết à. Rồi bây giờ tôi mới chuyển các đầu dò cho các anh chị xem. Tôi dùng cái đầu dò quan ảm đạm nhưng mà tôi không có đưa vào trong, tôi cũng bọc đầu dò mà tôi để ngay cửa vô thôi. Bây giờ là các anh chị thấy rằng là nguyên một cái ổ ấm xe to đùng đây, đúng không? Rồi tôi dùng cái đầu dò lấy đi luôn, cái gì hình dung nè, dùng đầu dò lấy đi thì mình cũng bọc đầu dò lại, mình thấy đây là cái khớp mu nè, cái gì thấy nguyên một cái ổ ấm xe đây không? Thấy chưa? Đó, một cái ổ ấm xe to đùng như vậy. Đó. Như vậy thì cái vấn đề là mình rồi nó còn có thêm một cái phương tiện nữa, khi mình dùng cái róc lam màu để đánh giá cái tưới máu. Còn đây là mình dùng cái đàn hồi. Cái đàn hồi mình thấy cái sầu ảnh nó blue green red, tức là chắc chắn đây là một cái khối dịch, đúng không? Cụ thể đây là một cái ổ áp xe, một cái cấu trúc dịch mà nó dầu tưới máu ở ngoại vi, ở rìa, ở cái thành, và nó có sầu ảnh đi ra thì chắc chắn là một cái ổ áp xe. Thì người ta đi mổ ra thì nó là một cái áp xe, là cái này áp xe ở cái môi lớn bên phải đó, thì ra được khoảng chừng 20 ml mổ. Như vậy là ngoài ra thì gần đây á, thì người ta còn ứng dụng thêm cái đầu dò 3D qua ảm bụng á, để coi cái yếu càng chậm. Nhưng mà đó là một cái chuyên đề mà muốn các gì cần làm sâu thì mình mới học, hiểu không? Bây giờ mình điều chỉnh máy tối ưu. Cái gì có nghĩ rằng là bởi vì hầu rất nhiều bác sĩ khi mình dùng lên các máy xưa mình không có điều chỉnh gì hết. Cái gì thấy có ai điều chỉnh không? Và như lên mở máy chị xài có một cái nút duy nhất là nhấn cái free cho nó chạy, rồi nhấn cái free cho nó dừng lại, rồi nhấn cái nút in, đúng không? Rồi mà như vậy điều đó nó giống như là cái gì có một cái xe riêng. Xe riêng cái gì bây giờ có xài xe riêng không? Xe số á đó. Cái xe số mà các anh chị lên xe, các anh chị cứ nhấn cái số 1 là anh chị chạy miết số 1. Thứ nhất nó rất là máy. Thứ hai là chạy bực mình lắm, đúng không? Rồi cái bực mình cái chê cái ông sản xuất xe là cái xe dở đó. Nhưng mà đó cứ nghĩ là trong khi đó các anh chị lên cái xe đây ra, các anh chị rụt ra là cái gì chạy miết, đúng không? Đó. Thì bây giờ cái máy siêu âm của mình đang là cái xe số chứ không phải là xe ga. Cho đến bây giờ mặc dù nó tiến bộ cỡ gì thì nó vẫn là xe số, chưa phải là xe ga. Thấy chưa? Như vậy là mình phải biết sang số thì mình mới làm tốt được. Bây giờ đầu tiên nó có những cái nó mà mình không để ý thì mình sẽ không bao giờ làm tốt được. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình dùng cái đầu dò lai niên đi, thì cái gì nên nhớ rằng là đầu dò lai niên người ta ứng dụng rất là nhiều. Đơn giản nhất, thứ nhất là mạch máu là lai niên, mình làm vú nhá. Lai niên mình làm phần mềm là lai niên, đúng không? Rồi. Thế nhưng mà mình vô thì mình phải chọn cho đúng. Mà trong mạch máu đó thì cái gì thấy là động mạch cảnh nó khác, rồi tĩnh mạch chi dưới khác, động mạch chi dưới khác. Là bởi vì người ta phải chia ra, là bởi vì ví dụ như làm động mạch cảnh cái vận tốc dòng chảy rất là cao, thì người ta phải xét máy theo cái động mạch cảnh. Còn người ta làm tĩnh mạch chi dưới thì dòng chảy nó rất là thấp, thì người ta phải xét máy theo cái dòng chảy của tĩnh mạch. Tức là tại vì cái máy của mình là đa mục đích, đúng không? Cho nên khi người ta xét máy như vậy thì mình chọn đúng chương trình rồi thì mình sẽ ít phải điều chỉnh nhất. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì đầu tiên là mình phải chọn đúng cái chương trình. Cái thứ hai nữa đó là ứng với bộ chương trình như vậy á, thì máy nó sẽ có những cái tên giải phẫu viết tắt của cái cơ quan đó. Tôi nói ví dụ như các chị làm vú mà các chị chọn chương trình tuyến giáp thì nó sẽ ra là thùy phải thùy trái, chứ nó không ra là vú phải vú trái và mấy giờ, đúng không? Trong khi đó mình cần là vú phải vú trái cần mấy giờ, lắc cắt dập, lắc cắt radio hoặc là ăn riêng radio. Thế thì biết ví dụ như cái vú của mình nó giống như cái hình đăng quang, cái trung tâm là cái núm gì, thì nếu mình cắt theo cái hướng mà hình đăng hoa nó gọi là radio, còn vuông góc lại cái hướng nó gọi là anti radio. Hình dung không? Tức là đối với tuyến vú là nó không cắt ngang cắt dọc mà cắt radio hoặc là anti radio, thì trên máy nó có hết, đúng không? Thì mình phải chọn đúng chương trình thì mình biết. Bởi vì sao? Ngày xưa cái thời tôi làm bệnh viện công đó, mỗi bệnh nhân có một cái hình siêu âm mà chấm hết, đâu cần phải ghi chú gì đâu. Mà hồi đó cũng không đánh tên bệnh nhân luôn. Bây giờ là không được, phải có tên, tuổi, có số hồ sơ, rồi
mình làm một loại hình ra thì mỗi cái hình mình phải dán tên, chứ không sau đó mình đọc lại là mình không nhớ gì luôn, bên phải bên trái mình lẫn lộn hết luôn. Đấy chưa? À. Bây giờ mình nói về cái khái niệm real time. Từ khi mà cái siêu âm nó mới ra đời á, là người ta nói là siêu âm nó real time. Mà có nhìn thấy nó real time không? Real time là chuyển động theo thời gian thực, đúng không? Tức là một cái gì đó nó đang bay bay lơ lửng trước mắt, một con mũi nó đang bay trước mặt mình, thì trên cái hình siêu âm mà tim mình nó đang đập là mình thấy rõ trên màn hình, đúng không? Gọi là real time. Thì cái này nó dựa vào, thực ra cái khái niệm real time là cái ước mơ của con người từ cái thời mà ngày xưa mà chụp một tấm hình rồi hình chuông buồn tối rửa đó, thì người ta đã ước mơ là có real time, tức là có điện ảnh, tức là thay vì thấy một người thì người ta quay phim. Để cái gì nhớ cái thời sạc lô không? Cái thời mà không hề sạc lô, bây giờ cái gì còn cái phim xem phim trắng của sạc lô á, thì những cái phim nó không bao giờ mà cũ hết, đúng không? Thì cái gì thấy là cái thời sạc lô á là người ta còn quay bằng tay. Thì người ta dựa vào cái nguyên lý á, là nếu mà 24 người cái tốc độ mà di chuyển của cái khung hình á, nếu mà 24 khung hình trên một giây á, hình mà nó rối tiếp nhau mà 24 với tốc độ 24 khung hình trên một giây, thì khi chiếu lên trên màn hình á là mình sẽ thấy cái động thực, đúng không? Cái thời tôi còn nhỏ là hồi đó, cái thời tôi còn nhỏ là hay đi coi phim Lý Tiểu Long, cái thời Lý Tiểu Long, đúng không? Thì vô trong cái buồng chiếu phim của người ta là những cái bộ phim nó là từng bành vậy đó. Thật ra là lâu lâu đang coi thì cái phải dừng lại đoạn để người ta thay cái bộ khác, tức là chiếu hết cái bộ đó rồi. Tức là nó sẽ có những cái hình nó nối tiếp nhau để nó chạy với tốc độ 24 của mình nhìn ra đó. Rồi bây giờ các anh chị nếu mà nhìn coi cái phim hề sạc lô, các anh chị phải nghĩ đó là nhiều khi thấy mắc cười đó, thấy ông hề sạc lô ông đi nhanh hơn bình thường hoặc là đi chậm hơn bình thường, tại vì hồi đó cái người mà quay phim là quay tay, tức là họ phải án chừng là họ quay được 24 của mình trên dây. Nhưng mà lỡ đêm hôm trước mà bà cầu nhau và ngắt bà nhéo là ngày hôm sau ông quay về mãi là coi như hình nó không có real time nữa. Thấy chưa? Đó, thì đó là cái thời đó như vậy. Thì bây giờ cái máy siêu âm của mình thì nó người ta bằng máy mà. Nhưng mà vấn đề là như thế này. Các chị có bao giờ làm siêu âm mà thấy là cái hình như nó chậm hơn bình thường không? Có. Em nào làm siêu âm rồi có thấy không? Có thấy là nó chậm hơn bình thường, nhưng có nhìn có biết là tại sao, có nhìn lên trên cái máy cái màn hình siêu âm có biết là cái tốc độ của mình bao nhiêu trên dây không? Biết được chết liền, tôi hỏi bao nhiêu người ngoài biết hết trơn, ngoài biết hết rồi, đúng không? À. Thế thì bây giờ các nên nhớ rằng là cái máy siêu âm của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó, muốn làm gì nó làm cho cái đó. Nhưng mà ông bà đã nói rồi, ấm em thì không say đố, đúng không? Vừa bắn là ấm em, nó có 6 tuổi à, nó ẩm cho bé 1 tuổi. Vừa bắn là ấm em rồi biểu thôi con say trong 3 mớ lúa là đi, nó đâu có làm nổi hai thứ cùng lúc, đúng không? Hoặc là nó cũng làm, nhưng mà chẳng có nào ra cái nào hết, đúng chưa? Thì bây giờ cái máy siêu âm của mình vậy. Bây giờ mình đâu làm cánh sen không? Mình làm màu, làm sung, làm đàn hồi, làm 3-4 chiều, thì cứ mỗi tính năng thêm vào là cái máy nó phải yếu đi, đúng không? Nó phải chia sức ra nó làm, đúng không? Như vậy thì bây giờ mình sẽ coi mình làm sao cho nó tối ưu. Đây là một cái máy không rẻ tiền, và nhìn lên cái màn hình này mình phải nhìn ra là cái tốc độ của mình trên dây nó chỉ có 17 khung hình trên dây thôi, chứ nó không được 24 khung hình trên dây. Cái FA là cái frame rate đó là 17, thì có nghĩa là nó có 17 khung hình trên dây thôi. Còn có những máy người ta tùy theo cái hãng, có hãng là nó đề là 17Hz, tức là 17 hợp, tức là 17 khung hình trên dây, hiểu không? Hoặc là 17 frame per second PS frame per second, tức là 17 khung hình trên dây. Người ta ghi ở trên đó như vậy. Giờ, như vậy thì cái này nó chạy với tốc độ 17 khung hình trên dây. Nó đang dùng cái mốt Aponic. Thì nên nhớ là trắng đen của mình bây giờ nó có hai mốt thôi. Một là trắng đen truyền thống, hai là Aponic. Harmonic thì nó làm cho hình nó rõ hơn, nhưng mà máy nó sẽ làm việc cực hơn. Cái thứ ba là cái tần số nó 12 MHz.
Các chị nên nhớ rằng là các chị nhìn lên đầu giò, các chị thấy cái tần số, nhưng mà ngày xưa đó các chị là cái kiến thức nó thay đổi theo thời gian. Cái thời mà tôi đi học á thì thầy Hải thầy Khoáng nói như đinh đóng cột, mỗi đầu giò chỉ có một tần số duy nhất, nhưng cái thời đó là đầu giò cơ, đúng không? Còn bây giờ hầu hết đầu giò bây giờ là đầu giò điện tử, mà đầu giò điện tử tức là nó đa tần số. Nó đa tần số là nó phục vụ cho mình, là bởi vì nếu mình cần cái độ phân giải nó cao mà khoảng sắc đông thì mình tăng cái tần số đầu giò lên, rồi mình cần cái độ phân giải nó, mình cần khảo sát sâu thì lúc đó mình phải giảm cái tần số đầu giò xuống, đúng không? Đó là cái ước mơ của người làm siêu âm, mà bây giờ với cái đầu giò bây giờ người ta làm được. Cho nên phải để ý, đây là nó 12 MHz. Cái độ sâu màn hình nó là 3.5, tức là từ mặt đầu giò cho đến cái điểm sâu nhất của cái hình này là 3.5 cm. Nhưng mà chưa? Rồi, ba cái điểm ngang này là gọi là ba cái focus. Nhưng mà focus là cái điểm rõ, tức là ứng với cái điểm focus này là cái hình nó rõ, ứng focus là cái hình nó rõ. Hình dung chưa? Và cái máy nó chỉ chạy được có 17 khung hình trên dây, mà mới đây là cái mốt trắng đen. Thấy chưa? Như vậy là cái điều chỉnh máy này có gì đó chưa ổn, đúng không? Rồi bây giờ mình đi. Đầu tiên cái khái niệm focus. Các chị thấy rằng là với cái hình này thì cái núi cát rõ hay là núi đất rõ? Núi cát rõ. Hình này chụp ở đâu các chị? Anh chị cứ lo đi Tây đi U Việt Nam không biết gì đấy. Cái này ở Phan Thiết, đúng không? Dạ. Cái này núi cát rõ hay núi đất rõ? Núi đất. Như vậy thì cái hình thứ nhất này, cái focus nó vào trong cái núi cát. Cái hình thứ hai này, cái focus nó vào trong cái núi đất. Như vậy thì muốn cái cấu trúc nào rõ thì mình phải đặt cái focus vào cái cấu trúc đó, đúng không? Ngày xưa khi mà tôi chơi hình là tôi phải xài cái máy, máy gọi là cái máy ngày xưa gọi là cái máy cơ, tức là mình muốn nhắm cái cô này là mình focus vào cô này, là cô này nổi bật lên xung quanh là mờ nhòe hết, thì đó mới gọi là hình nghệ thuật, đúng không? Đó thì bây giờ cái hình ảnh trên siêu âm phải, tức là mình phải focus vào đúng mục tiêu. Cái hình này ở ngoài Phan Thiết luôn, mà tại ở ceiling ở trên cái sân golf nhìn ra biển, nhìn ra biển thì vào một buổi sáng sớm thì mình nhìn ra biển mình thấy đây là mặt trăng hay mặt trời? Trăng hay mặt trời hả? Không có nhiều, có không bao giờ khắc tình mà ngồi ngắm đêm mới ngắm cái bầu trời hả? Trăng. Anh thì thấy con thỏ không? Có mà. Thỏ có dưới. Thấy mà, đúng không? Thỏ mặt trời làm gì có cái chuyện đó. À, tôi mới hỏi vợ tôi là ngoài đây là biển, nó hỏi đây là cái gì? Vợ tôi nói là cái mũi thuyền, đúng không? À, bây giờ nhìn cái hình thứ hai này, nó có phải là mũi thuyền không? Nào, và cái này thì mình có phân biệt là mặt trời hay mặt trăng không? Không, đúng không? Như vậy thì mình muốn cái nào rõ thì mình phải focus vào cái đó. Rồi bây giờ thì bây giờ qua cái khái niệm về focus thì việc điều chỉnh máy sao cho nó tốt. Đầu tiên, một cái nguyên lý rất là cơ bản của siêu âm là trường tia siêu âm nó đi hết cái chiều sâu của nó, nó trở về nó mới xử lý hình, đúng không? Như vậy thì cái chiều sâu nó càng sâu thì xử lý hình càng chậm hay càng mong? Càng chậm, đúng không? Cho nên có những cái hình á, cái hình mình coi nó có một chút xíu là 1/3 trên thôi, còn 2/3 dưới là để cho rác cỏ nó mọc, hình dung ra không? Như vậy là nó rất là lãng phí, đúng không? Như vậy là lấy cái độ sâu khảo sát vừa đủ, tức là nó chỉ dư ra ngoài cái cấu trúc khảo sát một chút thôi. À, rồi bây giờ mình sẽ xem hai cái hình này,
một cái yếu tố như nhau hết. Một cái trên độ sâu là 3.5, cái độ sâu phía dưới là 4.5, trong khi đó mình cần có cái lòng mạch cảnh này thôi. Thì với cái hình mà độ sâu 3.5 á, thì cái tốc độ xử lý được 42 của mình như vậy. Còn nếu mà tăng lên độ sâu 4.5 thì nó giảm xuống còn 37 của mình như vậy. Thấy chưa? Như vậy là càng sâu thì hình nó sẽ xử lý càng chậm. Được chưa? Như vậy thì mình nông thôi, vừa đủ cái cấu trúc tạo khác thôi. Cái thứ hai, cái focus. Cái focus này rất là quan trọng. Cái focus tức là mình coi và nhìn rõ. Mình chỉ lấy từ 1 đến 2 focus thôi, đúng cái vùng mình khảo sát. Cái hình trên á, cái hình mà lúc đầu tôi minh họa cho các anh chị nó có 17 của mình trên trên, là bởi vì nó lấy đến 3 cái focus. Mà trong khi đó cái cấu trúc mình khảo sát là cái này. Thấy chưa? Mình cần coi cái mình ngón này. Như vậy thì tôi để 1 cái focus thôi, đúng cái cấu trúc này thôi. Thì từ 17 của mình trên trên nó tăng lên 42 của mình trên trên. Anh chị thấy không? Và có người nói em cần 24, em đâu cần 42, 42 như dư quá. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng đây mới trắng đen, đúng không? Mới trắng đen, mình thêm mốt vô nó sẽ có. Rồi bây giờ đây là một cái siêu âm tuyến giáp, mình cắt ngang cái giáp bên phải. Đây là động mạch cảnh trung, đây là tĩnh mạch cổ trong. Nó có 17 khung hình trên dây, là bởi vì cái này nó có đến 3 cái phổ tốt này, đúng không? Qua cái hình này tôi giảm xuống, cái gì thấy rằng là nó còn một phổ tốt thôi. Cái này nó mất phổ tốt này, đây, ngay vị trí này. Thì từ 17 nó tăng lên 43. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa hài lòng, là bởi vì tôi thấy cái khoảng phía dưới này nó vẫn còn mênh mông lắm, đúng không? Tôi mới giảm cái độ sâu khảo sát xuống tới đấy. Cái mà tôi cần khảo sát là cái vùng này, đúng không? Thì lúc đó nó tăng lên 52. Thấy chưa? Rồi lúc đó tôi muốn thêm màu, thêm mè, tôi làm gì thì là, đúng không? Dạ. Bây giờ mình dùng càng nhiều mốt thì cái tốc độ nó càng giảm. À, hai cái mốt này thì các anh chị thấy rằng là cái hình dưới này nó sẽ đẹp hơn, nó mịn hơn, là bởi vì cái hình dưới này là cái mốt harmonic, còn cái hình trên là 2D truyền thống. Thế nhưng mà bây giờ tôi khuyên là bây giờ mình nghèo, cái kiểu gì mình nghèo thì mình không nên tiết kiệm quá mức, tức là hình trắng đen vẫn phải dùng cái harmonic để cho cái độ phân giải nó tốt. Tại vì cho nên các anh chị thấy bây giờ người ta tiến bộ cỡ nào đi nữa thì cái 2D nó cũng là cái tiêu quyết, nó đến 80-90% cái quyết định của mình rồi, đúng không? Cho nên vẫn ưu tiên 2D, tức là mình phải ưu tiên cái, nếu mà không có harmonic thì nó 64 của mình trên dây, có harmonic thì nó giảm xuống 42, nhưng mà mình hy sinh để mình có thêm harmonic. Dạ. Bây giờ mình biết rằng là cái đồ nhỏ linear thì cái độ phân giải nó cao, nhưng mà nó có một cái nhược điểm là cái đường nhìn nó hẹp, đúng không? Mình đâu có nhìn rộng được. Thế bây giờ người ta đầu dò, bây giờ người ta tiến bộ rồi, ngoài cái lớp chứng tử mà phát cái chùm tia vuông góc cái đầu dò, người ta còn làm cái loạt lớp chứng tử nó cho cái chùm tia xuyên qua bên trái, một cái loạt lớp chứng tử khác xuyên qua phải, sau đó nó cộng hết hình lại nó cho ra một cái hình này. Thành ra là mình thấy nó hình rẻ quạt giống như đầu dò con bé, đúng không? Nhưng mà cái mặt của nó là cái mặt ngang của đầu dò linear. Thấy chưa? Hình dung ra chưa? Như vậy là cái nó gọi là, cái này gọi là virtual convex, tức là convex ảo. Tức là mình dùng đầu dò linear, nhưng mà giờ kỹ thuật điện tử bây giờ mình mở rộng cái trường nhìn ra hai bên, đúng không? Tức là khắc phục cái nhược điểm. Nhưng mà nếu mình mở rộng trường nhìn ra hai bên thì máy nó cũng phải hy sinh chút đỉnh. Tới từ 42 của mình trên dây, nếu mình dùng cái mốt truyền thống, mình dùng cái virtual convex thì nó giảm xuống còn 39 của mình. Nhưng mà mình phải biết là khi mình chơi theo cái mốt đó, máy nó sẽ phải làm việc cực hơn. Nhưng mà nếu cần thì mình sẽ sử dụng, đúng không? Chứ không phải lúc nào mình sử dụng. Hình dung không? Như vậy thì có nghĩa bình thường là mình vẫn phải dùng cái mốt như thế này, mình chuyển nhật như thế này. Khi nào cần thiết thì mình sẽ làm mở rộng cái trường nhìn ra. Đó. Rồi bây giờ đây là một cái khối ở phần mềm trắng đen, nó được 37. Khi mình làm đàn hồi nó giảm xuống còn 27. Đó. Như vậy thì nhớ nha, cứ mỗi mốt siêu âm thêm vô thì máy nó sẽ xử lý chậm xuống. Đó. Bây giờ mình làm mạch máu. Đây là cái động mạch cảnh trung ở bên phải. Cái tần số bây giờ là 47 của mình trên dây. Đó là cái gì nên nhớ, tôi đã điều chỉnh tối ưu rồi nha. Đây là có một focus thôi nè. Cái độ đông là tôi đã giảm rất là đông rồi nè. Cái gì thấy không?
đúng không? Thấy mạch máu đây thôi mà không cần dư phía dưới này nữa, đúng không? Đó là đường 47 của mình nhân dây. Tôi cho hợp màu vô một cái là nó giảm xuống từ 47, nó giảm xuống còn có 17 của mình. Có gì thấy kinh khủng không? Để bây giờ tôi phải làm sao cho nó tối ưu. Tôi bó cái hộp màu nó nhỏ lại. Tại vì mục đích của hộp màu là để nhận biết dòng chảy. Cái động mạch cảnh này, cảnh chung này nó tưới máu lên não, và cái tĩnh mạch của trong nó đưa máu về thận, đúng không? Hai cái dòng chảy này nó ngược hướng với nhau bình thường. Ok, như vậy là dòng chảy này là dòng chảy bình thường của hai cái mạch máu này. Như vậy thì cần định hướng dòng chảy thì tôi dùng cái hộp màu nhỏ nhỏ này tôi cũng định hướng được vậy, đúng không? Thì cái hộp màu từ hộp to này tôi giảm xuống hộp nhỏ này, thì từ 17 của mình nhân dây nó tăng lên được 28 của mình nhân dây. Vậy thì các anh chị chọn cái nào? Chọn ở dưới. Và bởi vì sao? Có lần tôi đi chấm thi ở bên Medic á, tôi nhìn qua thì chấm thi bên Medic thì thầy ngồi đây, thầy nói chút anh chị đỡ căng thẳng. Mình học trò nó làm, mình ngồi rồi sau đó mình sẽ chấm điểm. Thì bên cạnh là một bác sĩ bên Medic làm. Có bác sĩ Medic làm đây, không phải tôi nói xấu nhưng mà tôi kể chuyện thiệt. Tôi thấy bác sĩ đó làm xong cái là đang làm cái gì đó, là cho cái hộp màu vô là trắng đen bao nhiêu thì có hộp màu nó trùm kín trên như vậy. Cái thứ nhất không nhìn thấy được gì hết, bởi vì nếu mình cho hộp màu to vào đó là máy nó còn vài khung hình trên dây không có real time được đó. Cái thứ hai màu nó không xử lý tốt được, cái gì hình dung đâu, tức là sao hộp màu vừa đủ xài thôi, đừng có to quá máy nó xử lý không nổi. Dạ. Từ cái hộp màu quay bé này nó được 28 của mình như vậy, tôi cho cái nút rơi xung vô nó giảm xuống còn 23 của mình như vậy, đúng không? Nhưng mà cái anh chị nên nhớ nha, bây giờ nhiều máy ngang gian lắm. Đây là tôi xài cái mốt real time, tức là cream black on, tức là khi mà tôi dùng cái này đó là máy nó vừa hoạt động trắng đen, vừa hoạt động màu, vừa hoạt động xung. Về nhiều cái máy yếu á là nó cài đặt, tức là khi mình cho qua xung á là nó ngừng cái trắng đen và ngừng cái màu, hình dung ra không? Thành ra lúc đó là cái cửa sổ của mình nó có nằm ngoài mạch máu mình cũng không biết. Mấy em có hiểu không? Nó không có real time. Nó không có real time tại cái thời điểm đó. Tức là nó chỉ real time mỗi một cái là xung thôi. Còn trắng đen và màu nó không có real time. Cái gì thấy cái hình nó đứng lại mà nó chỉ chạy cái xung phía dưới, tức là trắng đen và màu nó không có real time. Hiểu không? Đó. Còn nếu mà mình cho ba cái mốt nó đồng thời thì máy nó phải làm việc, máy phải tốt chứ còn máy thường thường chạy không nổi. Hình dung không? Thì đó, tôi cho 3 mốt đồng thời như vậy thì tôi điều chỉnh tối ưu tỉnh mới được 23 của mình như vậy. Rồi, thế thì tôi còn có một cách nữa. Nếu mà tôi không cần, lúc này tôi không cần đến hướng dòng chảy nữa thì tôi tắt bớt cái mốt màu đi. Thì tôi chỉ cần trắng đen với xung thôi. Và trắng đen cái này nó real time, cả trắng đen nó real time, xung nó real time. Tại vì khi mình làm nút le quan trọng nhất đó là cái thanh điều chỉnh góc này nó phải trùng với trùng dòng chảy, cái góc nút le này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ nha, chứ không phải là mình cứ cho nó phải thỏa mãn nhiều điều kiện lắm. Cái cửa sổ này đặt trung tâm dòng chảy, cái thanh này trùng với trục dòng chảy, cái góc nút le này 60 độ thì lúc đó cái chỉ số nút le này xung tương đối nhé. Bây giờ thì tôi giảm, tôi tắt bớt cái món màu đi, chỉ còn trắng đen với xung thì nó được bằng một của mình, được chưa? Dạ. Bây giờ nó có một cái mốt nữa là chỉnh cái dynamic. Cái này tôi không có dịch trên tiếng Việt được, nhưng mà cái dynamic này ở trên cái máy siêu âm nó luôn có những cái nút này. Những cái nút này, những cái mà tôi dạy là nó có hết ở trên cái bàn phím á. Cái gì về mò ra. Thành ra tôi rất là thích đi dạy ở những cái lớp mà của các hãng người ta mở. Tại cái gì biết không? Còn có máy theo không? Có máy theo cái là đến giờ mà luôn luôn nó có khoảng một nửa tiếng, một tiếng mình dùng trên máy đó là mấy em có hiểu liền à, chỉnh hay. Thì mình chỉnh cái dynamic để có cái sự tương phản mong muốn. À, cái cô đào này nổi tiếng cái thời mà tôi mới lớn, đúng không? Thì cái gì thấy là đây là một cái hình nó mờ mờ ảo ảo, còn đây là một cái hình tương phản quá mức, đúng không? Như vậy là cái này tương phản quá thấp, còn trong khi đó cái này tương phản quá cao. Như vậy thì cái tương phản vừa đủ là cái hình này mình thấy rõ cái nốt ruồi, mình thấy rõ cái sắc độ sáng. Và ngày xưa cái hình trắng đen là đây là một cái hình rất đẹp, là bởi vì các anh chị thấy rằng là hình 2D nhưng mà mình sẽ nhìn ra 3D là bởi vì nó có sự tương phản phối, đúng không? Mình thấy có sắc độ trắng, sắc độ sáng, nhờ, đúng không? Nó là đen.
thì nhờ cái tốc độ thay đổi đó mình sẽ nhận biết được. Thì trên cái hình siêu âm mình cũng như vậy. Cái sỏi túi mật đúng không? Cái sỏi túi mật là cái gì? Rồi, đây là cái cục sỏi túi mật, nhưng mà cái này tương phản không được tốt. Cái này thì tương phản quá mức, cái này là tương phản vừa đủ, đúng không? Làm sao mình biết mà nó đưa ảnh hưởng đến tương phản? Thì cái dynamic range của cái thằng hình thứ nhất này là 96, của nền hình thứ hai là 36, của nền hình thứ ba là 66. Như vậy là cái dynamic này càng cao thì tương phản càng thấp, dynamic này càng thấp thì tương phản càng cao. Như vậy thì mình sẽ chỉnh cái dynamic vừa đủ. Thông thường thì tôi làm thì cái dynamic cứ để từ 60 là cái chuẩn. Và sau đó nếu mà mình cần tăng hoặc giảm độ tương phản thì mình sẽ biết cái lúc này để mà điều chỉnh. Hiểu ý không? Tại vì thực tế trên mỗi bệnh nhân một khác và trên mỗi bệnh lý một khác, là lúc đó mình đôi khi mình cần tăng hoặc là giảm độ tương phản. Hiểu ra? Hiểu không? Dạ. Bây giờ mình đánh giá tới máu vi mạch, những cái bướu ở trong cơ thể của mình, những cái bướu phần mềm đều là tưới máu vi mạch hết. Chỉ khi nào bạn làm đốt đen mạch máu động mạch cảnh hoặc là động mạch chi dưới, động mạch trụ cột, đó là những cái mạch máu lớn. Còn ví dụ như bạn làm một cái bướu vú, đó là tưới máu vi mạch. Bạn làm một cái bướu gan, đó là tưới máu vi mạch, đúng không? Bạn làm một cái bướu thận, đó là tưới máu vi mạch. Thì bây giờ nên nhớ, tưới máu vi mạch tức là mạch máu rất nhỏ, đồng ý không? Có bướu vú làm sao mà cái mạch máu nó to bằng động mạch cảnh được, đúng không? Cái thứ hai, dòng chảy nó không thể cao được. Mạch máu nhỏ thì không thể dòng chảy cao được, dòng chảy nó sẽ thấp. Cái thứ ba, nếu mà mạch máu nó nhỏ mà bạn đè ép nó, bạn thấy không? Không. Động mạch cảnh bạn có thể đè ép nó được, một cái bướu vú mà bạn đè lên là coi như không thấy màu luôn, đúng không? Đó, bây giờ bạn xem một số cái tình huống thực tế. Đây là một cái bướu vú. Cái bướu vú này các chị thấy rằng là mình làm siêu âm, mình khi mà làm bướu vú thì mình dựa vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là hồi âm, thứ hai là đường bờ. Cái đường bờ này là nó quá tính rồi, đúng không? Những cái bướu sợi tuyến là nó hình bầu dục, cái đường bờ nó rất là nhẵn nhụ, đúng không? Cái đường bờ này là nó không đều, nó ra cung, nó gập góc. Và cái thứ hai nữa về tưới máu, nếu mà tưới máu ngoại vi hoặc là tưới máu không tưới máu thì đó là kiểu của lành tính. Còn nếu mà một cái mạch máu nó đi suy vô trong cục u mà tưới máu thì đó là kiểu tưới máu của ác tính. Và bây giờ hình ảnh trắng đen thì nghĩ nó là ác tính, nhưng mà làm đốt đen màu mình không thấy tưới máu trong cục u này, nó đi đến tưới máu ngoài vi thôi. Là như vậy là mình nghĩ đây là một cái tưới máu lành tính, đúng không? Thế nhưng mà cái gì để ý, mình đang xài cái xe số chứ không phải là cái xe tay ga, đúng không? Mình để cái thang tốc độ màu 25 cm/giây, tức là vận tốc trung bình của dòng chảy 25 cm/giây, thì máy nó mới nhận biết chỗ này 25 cm/giây, còn nhỏ hơn 25 cm/giây nó không nhận biết. Mình dùng ra rồi. Như vậy thì tôi qua cái hình thứ hai, tôi giảm xuống còn 2 cm/giây, máy nó cho phép giảm xuống 1 cm/giây. Nhưng mà cái gì nên nhớ là lớp lan màu nó có một cái hạn chế. Mình càng cái vận tốc dòng chảy này là cái thang tốc độ màu mình càng giảm thấp xuống thì nó sẽ bị sao ảnh cho chuyển động. Mình chỉ cần chuyển động với tốc độ đầu dò 1 đến 2 cm/giây thì nó xuất hiện bộ màu trên hình, đúng không? Cho nên các chị thấy nó hơi lem lem này. Hơi lem lem đây là do cái sao ảnh cho chuyển động. Rồi, nhưng khi tôi giảm xuống 2 cm/giây vẫn không thấy màu là bởi vì tôi ép cái đầu dò trên cái cục u rồi, đúng không? Rồi, bây giờ tôi thả lỏng đầu dò, tôi thấy rằng là cái mạch máu này nó tưới máu ở trong u này, thấy rõ không? Và như vậy thì nó có 2 cm/giây tương ứng với cái PRF nó 600 hertz. Bây giờ như vậy thì nguyên tắc của đốt đen mô mềm là gì? Thứ nhất là cái PRF này nó dưới 1000, cái thang tốc độ màu này từ 2 đến 5 cm/giây thôi và không có được đẹp đầu dò, được chưa? Đó. Thành ra bây giờ cái gì mà đem một cái hình siêu âm của người khác, tôi cũng bị gặp hoài à, cứ gặp người quen, cái bác nghe nói bác cũng khá khá,
Thôi bây giờ em gửi qua Viber bác coi cái hình em chưa bao ngoài quê bác coi giùm em coi. Coi được không anh chị? Coi được chết liền đó, đúng không? Và bởi vì ở ngoài quê đó, ở tỉnh đó, còn làm không ăn ai, ở thành phố còn làm không ai, ngoài quê còn bệnh nữa, đúng không? Không có theo cái bỏ môn phái nào hết á, nó theo môn phái tự do. Rồi, như vậy thì cả nhà thấy rằng là từ một cái hình không có tưới máu cho đến một cái hình tưới máu rất là đẹp như này. Nhưng như vậy thì khi mình làm, rõ ràng mình siêu âm bằng cái đầu chứ không phải bằng cái tay, đúng không? Cái đầu mình nó sẽ điều khiển cái tay, được chưa? À. Rồi, và nó có thêm một cái nhược điểm của đốt đen nhưng mà nó lại là ưu điểm. Các chị thấy đây là một cái bướu bướu khác, đây là cái tưới máu trong bướu rất rõ, và các chị thấy có 2 cm trên dây, nhớ nha. Rồi cái thứ hai là các chị thấy đây nó có một cái đốm hồi âm dày, không có bóng lưng. Rồi cái lâu lâu cái mình thấy nó có cái bóng lưng phía sau đen đuôi, thì cái này nó gọi là cái sào ảnh lấp lánh của đốm đen màu. Và với cái sào ảnh lấp lánh này nó chứng tỏ đây là một cái đốm bi bôi hóa. Cái đốm bi bôi hóa là đốm hồi âm dày, không có bóng lưng. Nhưng mà nếu mà không có sào ảnh lấp lánh này thì mình không dám kết luận, bởi vì có nhiều cái đốm hồi âm dày không có bóng lưng đâu phải là bi bôi hóa, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà nó hồi âm dày không có bóng lưng mà có sào ảnh lấp lánh thì đây là bi bôi hóa. Một cái bướu vú mà có tưới máu trong bướu, có bi bôi hóa trong bướu thì khả năng hạ tính rất là cao, đúng không? Như vậy thì với một cái phương tiện siêu âm thôi mà làm cho nó tốt chẩn đoán được rất là nhiều thứ. Rồi bây giờ mình chẩn đoán phân biệt giữa nốt đặc hay năng dịch, dễ hay khó các anh chị? Đâu gì khó đâu, dịch thì nó đang thui, còn nốt đặc thì nó phải có hồi âm, đúng không? Đó là cái câu mà mấy ông mới ra trường mới học quá chưa ông về nói thôi, đúng không? Làm rồi cứ thêm cái tên dài, đúng không? Rồi giờ nó đặt hay năng dịch, đây là bệnh nhân có đặt túi cho ngưng bú 2 tháng, sờ thấy một cái cục cạnh bên vú, đi cho ở ngoài Hà Nội một cái bệnh viện quốc tế, người ta nói là u vú, đề nghị sinh thiết. Rồi bây giờ các anh chị coi có cần phải sinh thiết không? Bây giờ thứ nhất là cái đầu giờ cái hình ảnh này tôi đã điều chỉnh tối ưu rồi, cho nên các chị thấy đây là cái vỏ của cái túi ngực này, hình dung ra không, rất là đông đó. Rồi đây là da ở dưới da, nguyên một cái khối nè. Rồi đây nó tưới máu nè, tưới máu nè. Rồi 2 cm trên dây này điều chỉnh đúng theo yêu cầu của này giờ tôi dạy, đúng không? Rồi bây giờ mình có sinh thiết cái cục này không, sinh thiết hay không? Câu hỏi tôi đặt ra là đó là đặt hay dịch á, giờ tôi phải đặt ra bởi nó hồi âm dày đúng không, em dày đúng không, rồi cũng thấy tưới máu đây, chỗ này tưới máu nè. Rồi bây giờ mình nhìn cái hình này nha, đặt hay dịch, dịch. Làm sao mình biết được? Hai cái khối đó nó có một cái cống nối với nhau. Làm sao mình biết được? Mình chỉ cần ép cái đầu giò đúng thôi. Thấy chưa? Mình thấy dịch nó đi qua cái cửa cống không? Thấy chưa? Như vậy là đây là một cái ổ áp xe, nó có hai khối và nó nối với nhau qua một cái cửa. Thấy chưa? Và mình dùng cái đầu giò mình ép xuống thì rõ ràng đây là khối dịch chứ không phải là đặc, đúng không? Nhìn lại tiền căn rồi bệnh nhân cho con bú hai, ngưng cho con bú 2 tháng trước, như vậy đây là cái galactosac, cái nang sữa. Xin thế là đó, đúng không? Đặt cái dịch dễ khó đó anh chị, mình phải biết không, mà đơn giản lắm. Đơn giản đúng không? Ép đầu giò là ta chẩn đoán được rồi chứ đâu có gì đâu mà. Không, như vậy là làm đốt nang thì không được ép, đúng không? Còn bình thường thì đôi khi mình cũng phải ép. Đó, ví dụ trường hợp này mình phải ép để chẩn đoán. Rồi. Bây giờ bệnh nhân đau cái vú bên phải, bác sĩ không biết nó là cái cục gì. Bây giờ mình làm siêu âm đánh đen. Cái này mình biết được đặt cái gì không? Nó không phải hồi âm đen thui, đúng không? Đó. Bây giờ mình phải ép đầu giò. À, mình có cái vỏ ép mà. Mình lúc này mới ép xong. Ép đầu giò. Cái này ép cũng nói được, thấy chưa? Cái hình thứ nhất là không ép, cái hình thứ hai ép đầu giò cũng nói được, thấy chưa? Rồi mình cho tiếp cooler vô, thấy gì không?
nó tưới máu, đây là 3cm trên dây, ok rồi. Nó có tưới máu ở ngoài phim. Nhưng nhắc lại, đốt ra nếu mà thấy tưới máu ở trong cái cấu trúc này thì chắc chắn nó là đặc. Còn nếu không tưới máu thì không loại trừ, không biết là đặc hay dịch. Thấy chưa? Cái ưu điểm của đốt ra nếu thấy tưới máu trong cục này, ok nó là đặc. Nhưng mà nếu không tưới máu thì không nói được là đặc hay dịch, đúng không? Và bây giờ mình còn món đồ chơi nữa, mình làm cái đàn hồi định lượng định tính. Mình dùng cái đàn hồi siêu âm đàn hồi mình ép xuống, mình thấy nó xuất hiện sỏi viêm da blue green red, các bạn thấy rồi. Thì như vậy chắc chắn đây là cái ổ dịch. À dung nó không? Rồi mình chọc giò ra, nó là một cái áp xe. Cái con này nó rất là lạ, lần đầu tiên tôi nghe nói, đúng không? À, cái con stafilo này rất là lạ. Và như vậy thì khi mà vấn đề là khi mà tại vì bệnh nhân này á, là điều trị nhiều lần rồi nó không hết nên phải lấy cái kháng sinh đồ này để điều trị cho nó. Dạ. Cũng có một cái khối ở mô mềm đặt cái dịch, cái gì cái nhìn thấy nha, đè xuống nha, đặt cái dịch, dịch ha, dịch ha, có vẻ như là dịch. Đặt cái dịch. Như vậy là có đồ chơi gì nhớ chơi hết nha, chứ không phải mình sẽ bị đánh lừa gì chơi. Tại vì cái khối này nó rất là mềm. Bây giờ mà để thấy được nó tới máu như vậy thì cái gì thấy cái đầu giò tôi để rất là nhẹ và tôi bị giảm cái thằng nó còn ngồi xuống thì mình phải thấy à. Dạ. Đây là một cái đồng nghiệp của tôi chẩn đoán là một cái đây nè, mình mô tả bệnh nhân trên lâm sàng R thấy một cái khối ở vú phải. Và một cái đồng nghiệp của tôi tả là có vi môi hóa ở trong vú và đề nghị khi mình chẩn đoán một cái vú nghi ngờ là vú, tức có nghĩa là nghi ngờ ăn tinh. Hiểu không? Mình dùng cái từ tiếng Anh, nếu mình nói một cái vú nghi ngờ từ tiếng Anh thì có nghĩa là nghi ngờ ăn tinh. Rồi, thì tôi mới tiến hành làm sinh thiết. Thì trước khi sinh thiết thì tôi đặt đầu dò vô tôi coi lại. Thì rõ ràng đấy không phải là một cái hang dịch, là bởi vì cái bờ này nó gập cấp và trong đó nó có những cái đốm hồi em dày không có bóng lưng, đúng không? Rồi mình làm cái siêu âm đốt ra màu thì nó chỉ tưới máu ngoại vi nên nó không tưới máu trung tâm, đúng không? Rồi mình đối chiếu trên nhu ảnh, nhu ảnh này không có vi môi hóa. Thì nhắc lại cái vi môi hóa là nhu ảnh là tiêu chuẩn vàng chứ không phải là siêu âm. Điều đó có nghĩa ngược lại, cái này có thể không phải là vi môi hóa. Bây giờ rồi tôi mới thấy thì bán tín bán nghi, bởi vì cái khối này đúng là cái bờ của nó rất là nghi ngờ, hồi âm rất là kém. Tôi mới làm cái đàn hồi, cái nhìn thấy VCA chưa, blue green red chưa, như vậy đây là khối dịch. Nhưng mà cái thời đó là cách đây khoảng chừng 4 năm thì hồi đó mới có cái siêu âm đàn hồi này, cho nên tôi vẫn bán đến bán nghi, không biết là nó có trúng hay không, đúng không? Cho nên tôi vẫn quyết định sinh thiết. Tôi sinh thiết ra thì nó là một cái nang nó vỡ, hình dung không? Như vậy thì chắc chắn đây là cái cấu trúc nang, mà nang này hoàn toàn không có điểm nào. Cái gì thấy bình thường quen là cái gì thấy một cái hình bầu dục hoặc là hình tròn nó đen thui, đúng không? Còn đó cái gì đâu tưởng tượng đây là cái nang, đúng không? Đó, nhưng mà thực tế nào có những trường hợp như vậy. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là bây giờ làm sao để tăng cái độ nhạy của đốm đen màu. Bây giờ mình thấy đây là một cái vú thật, tôi tiếp cận theo cái hướng mà cắt vành, tức là mình cắt bên hông này, đúng không? Và cái này là cái hướng cắt từ phía sau lưng bệnh nhân nằm sấp. Thì mình thấy thì cái hướng sau lưng mình thấy là tương quan rất rõ giữa cái bướu và cái quả thật. Cái bướu này nó nằm nửa dưới thật, còn đây là cái nửa trên quả thật, đúng không? Còn bướu này rất là rõ, nó gần đầu nhỏ hơn nhưng mà không thấy tương quan rõ. Đến khi làm siêu âm màu thì mình thấy là hai cái hình ảnh này nó khác hẳn nhau. Cái này cũng 5cm trên dây, cái này cũng 5cm trên dây. Nhưng mà hai cái hình này thì cái nào tưới máu đẹp hơn? Cái này tưới máu đẹp hơn cái này, đúng không? Là bởi vì cái hộp màu này đậm đông hơn cái hộp màu này, đúng không? Như vậy thì cấu trúc cái hộp màu nó càng đông thì độ nhạy màu nó càng tốt, đúng không? Cái gì nói nếu vậy thì cái cục đó làm sao? Thì đó, đây là một cái trường hợp để các anh chị thấy nè. Thay vì mình tiếp cận theo hướng sau lưng thì mình sẽ tiếp cận theo hướng bên, cái cục cho cấu trúc này nó gần đầu giò hơn thì mình sẽ thấy
lúc là màu nó nhạt hơn, đúng không? Bây giờ mình làm cái màu bầu, mình tiếp cận từ cái hướng này, cái cấu trúc nó nằm xa đầu dò quá thì mình xoay theo cái hướng khác. Màu bầu cũng buộc màu bầu rất là sướng, bởi vì nó hình cầu, mình có thể nhìn từ nhiều góc độ, mình chuyển qua góc độ khác sao cho nó gần đầu dò hơn thì cái lớp là màu nó sẽ nhạy hơn. Dạ. Bây giờ mình nói về cái hiệu ứng lớp lạc. Cái hiệu ứng lớp lạc đó thì mình đừng có đọc nhiều chữ làm gì, cái này để về mình ôn bài thôi. Thì bây giờ cái ông lớp lạc, cái thời của ông này á, là vừa nhà vật lý, vừa toán học, vừa thiên văn học, đủ thứ hết. Thì cái thời của ông á, là ông thường hay nhìn lên trên bầu trời đó, ông thấy cái ngôi sao đó, cái mùa này ông thấy nó màu đỏ, đúng không? Cái mùa này ông nhìn lên cái ngôi sao này, ông thấy nó màu đỏ. Cái mùa sau ông nhìn lên ngôi sao đó, ông thấy nó màu xanh. Ông mới lý giải như vậy là cái mùa này ông mới tính bước đi quỹ đạo, ông thấy à như vậy là cái mùa này đó là nó đang, cái ngôi sao nó đang đi xa và đã có màu đỏ. Cái mùa sau ông nhìn nó lúc mà nó đi cái quỹ đạo nó đi lại gần quả đất thì ông thấy nó màu xanh, đúng không? Như vậy thì ông mới suy ra là cái bước sóng này nó tăng lên thì là nó màu đỏ, bước sóng này nó giảm xuống thì nó màu xanh, đúng không? Rồi ông mới cho ra một cái định nghĩa. Như vậy thì cái hiệu ứng lớp lạc là gì? Đó là cái sự thay đổi tần số của sóng khi có sự dịch chuyển tương quan giữa nguồn phát và người quan sát. Như vậy là cái hiệu ứng lớp lạc nó chỉ có khi mà cái cấu trúc mình đang khảo sát nó chuyển động, hoặc là cái cấu trúc mình đang khảo sát nó đứng mà mình chuyển động. Tức là một trong hai cái phải chuyển động thì mới có hiệu ứng lớp lạc, đúng không? Đó. Bây giờ các chị ngồi ở đây, các chị nghe cái xe cấp cứu nó chạy vô bệnh viện Đại học Y Dược. Ví dụ như nó chạy vô ở đây, đây là bệnh viện. Mình nghe cái tiếng xe cấp cứu chạy vô hay chạy ra mình biết không? Mình không nhìn thấy, mình ngồi đây mình nghe. Có, đúng không? Là bởi vì cái xa thì là nó âm trầm mà gần nó âm bổng, tức là do cái tần số nó thay đổi. Như vậy thì nó đang chạy từ xa nó lại gần là mình cảm nhận được, mình không thấy, mà từ trong bệnh viện nó chạy ra mình cũng cảm nhận được luôn, đúng không? Đó, thành ra là cái đó là do cái thay đổi tần số, bây giờ là mình sẽ cảm nhận được. Rồi thì bắt đầu từ năm 59 thì người Nhật mới ứng dụng siêu âm lớp lạc vào trong y học nhằm khảo sát tim mạch. Sau đó cái người Pháp và người Mỹ phát triển tiếp. Nhưng mà có một điều đáng buồn là cho đến bây giờ mình chỉ thấy máy của Mỹ, của Nhật, còn máy của Pháp thì hầu như không thấy. Cái khi tôi qua Pháp đó thì cũng xài máy của Hà Lan, của Mỹ không ạ? Không, của Philips, Siemens, Philips Hà Lan hả? Siemens là Đức, và máy riêng của Mỹ còn hoàn toàn. Nhật, Pháp bây giờ chỉ còn có một máy duy nhất là máy FibroScan. Tức là máy không phải máy siêu âm, máy đo cái đàn hồi gan đó, cái FibroScan, tức là dùng cái ứng dụng cái sóng siêu âm để mà đo cái sơ gan thôi. Thì khác với VMOT là cái máy nó không xử lý tín hiệu sóng và hồi thành hình ảnh, mà nó chỉ ghi nhận sự thay đổi tần số do hiệu ứng lớp lạc xảy ra, đúng không? Như vậy thì bây giờ phân tích thì nó dài dòng lắm, nhưng mà cái này mình nói qua cho nó biết, mình không cần phải thuộc cái vật lý này. Cái sóng âm nó hai thành phần là tần số và biên độ. Thì cái tần số F này đó, nó liên quan đến cái độ dài của sóng lambda theo cái công thức F bằng V, tức là vận tốc chia cho lambda. Và mình biết vận tốc sóng âm này nó là một cái hằng số rồi, nó là 1540 m/s. Thì như vậy thì cái F này nè, cái tần số này nó sẽ thay đổi theo cái độ dài của sóng lambda, đúng không? Như vậy thì bây giờ cái đầu dò của mình á, ví dụ như mình chỉ dùng một tính tự thôi cho nó dễ hiểu, mình phát ra một cái chùm tia thì nó, cái bước sóng nó sẽ đều đặn như thế này đó. Thì cái bước sóng nó đều đặn đi mà nó không gặp một cái gì chuyển động á, thì nó cứ việc nó đi. Còn nếu mình thấy một cái dòng hồng cầu chuyển động ngược lại thì cái sóng và hồi á, nó sẽ có cái bước sóng khác, cái sóng khác đi. Hoặc là mình gặp giật một cái dòng hồng cầu chuyển động tới thì cái sóng phản hồi trở lại nó cũng khác cái bước sóng của cái sóng phát đi. Bây giờ thì cái hiệu của hai cái tần số này, hai cái bước sóng này chính là cái tần số lớp lạc, đúng không?
Như vậy thì cái lớp này nó chỉ có khi mà nó gặp một cái gì, cái chùm tissue nó gặp một cái gì đó nhúc nhích chuyển động, hoặc là đi xa, hoặc là hẹn lại gần đó, thì mới có hiệu lớp này, đúng không? Rồi bây giờ cái góc lớp le là cái góc gì? Thì bây giờ nếu mà nói dung dài ra thì bây giờ mình phải phân tích như thế này. Thì cái này có một lần em nó hỏi, như vậy thì cái chùm tia siêu âm là cái sóng lớp le là giữa cái dòng chạy tới và cái chùm tia trở về, hay là cái dòng cái chùm tia tới và cái dòng chạy trở về, cái hướng của dòng chạy. Thì đến khi em nó hỏi vậy thì tôi biết là bởi vì cái gì thấy không ạ? Tôi lấy góc lớp le này, còn không tôi lấy cái góc lớp le này, cái gì không? Hoặc là tôi lấy góc tù hoặc lấy góc nhọn đều được hết, đúng không? Đó. Thì bây giờ thì thống nhất như thế này, sau khi tôi đọc nhiều sách thì tóm lại là như thế này. Cái góc theta hoặc là góc theta là người Mỹ hoặc Tài, góc alpha là bên châu Âu và Việt Nam. Thì góc giữa cái chùm tia khảo sát lớp le trở về và hướng của dòng chảy. Như vậy thì đây là cái hướng dòng chảy và đây là cái chùm tia trở về. Thành dung ra không? Mình không dùng chùm tia tới mà dùng tia trở về. Và bởi vì sách cũng có sai đó anh chị, không phải không sai đâu. Có một số sách của Đức người ta viết, người ta vẽ cái hình không đúng. Đây là lấy từ sách của Mỹ, tức là đây là chiều của dòng chảy và chùm tia khảo sát trở về. Thì đó là cái góc lớp le. Thì bây giờ người ta rút ra một kết luận là gì? Cái tần số delta F này chỉ là thuận với vận tốc dòng chảy, và cái delta F này có chỉ số lớn nhất khi cái chùm tia khảo sát này nó trùng với chùm dòng chảy. Nhưng mà đối với tia mạch chỉ có làm siêu âm tim thì cái chùm tia nó mới vuông góc được với dòng chảy thôi. Ví dụ như mình khảo sát bàn hai lá và ba lá mình làm từ mỏm hoặc là cái động mạch chủ thì mình đôi khi cái chùm tia mình nó song song với dòng chảy được. Còn đối với mạch máu thì mình biết rồi, cái mạch máu ngoại vi của mình nó song song với mặt da nè, mà đầu dò mình vuông góc, đặt vuông góc thì làm sao mà có cái chùm tia song song với dòng chảy, đúng không? Đúng không? Đó. Và như vậy thì khi mình dùng siêu âm đốt le để khảo sát mạch máu rất là khổ, là bởi vì lúc đó cái chùm tia nó vuông góc với dòng chảy chứ nó không có song song. Và như vậy đó là một cái hạn chế ha. Đó. Thì bây giờ các chị học mạch máu thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn. À, bây giờ mình sẽ có những cái hệ thống đốt le. Hệ thống thứ nhất là đốt le liên tục. Đốt le liên tục tức là cái đầu dò của mình nó có một cái tinh thể transmit, nó phát ra chùm tia liên tục, receive được, và cái này cái tinh thể này nó nhận liên tục. Như vậy thì đây là mình khảo sát qua van động mạch chủ, cái chùm tia này nó phát ra liên tục và cái chùm tia trở về cũng liên tục, nó gọi là đốt le liên tục. Đó. Nhưng cái đốt le liên tục nó dùng trong tim rất là tốt, nhưng mà đối với mạch máu thì nó hạn chế. Là bởi vì sao? Thông thường mình biết là động mạch máu là động mạch với tĩnh mạch nó hay đi kèm với nhau, đúng không? Mình cho một cái chùm tia nó đi xuyên qua, tôi nói ví dụ như ở trên động mạch, ở dưới tĩnh mạch đi, thì nó xuyên qua hai con cấu trúc này thì nó sẽ trở về, và như vậy thì nó lấy trung bình cộng tốc độ của hai thằng này để nó cho ra tín hiệu. Hình dung ra không? Tức là tất cả những cái gì nhúc nhích chuyển động trên đường đi của nó là nó cộng hết, gộp hết lại đó. Thì đó là nhược điểm của cái đốt le liên tục. Thì giờ nó đẻ, bởi vậy cho nên trong khi đó người ta muốn coi riêng biệt, cho nên người ta mới đẻ ra cái đốt le sung. Đốt le sung là bây giờ tôi nói trên đây là động mạch, dưới đây tĩnh mạch, mà bây giờ tôi muốn khảo sát tĩnh mạch thôi, thì tôi để cái cửa sổ ở trong lòng tĩnh mạch, thì lúc đó chùm tia nó phát ra đến cái lòng tĩnh mạch này, rồi nó nhận tín hiệu trở phản hồi trở về, và nó chỉ xử lý tín hiệu của tĩnh mạch thôi, nó không có xử lý tín hiệu mạch máu ở trên, đúng không? Vậy nhưng mà bác sĩ muốn khảo sát động mạch thì lúc đó là mình phải để cái cửa sổ trong động mạch này, mình không nhìn đến cái tĩnh mạch này. Hình dung hay chưa? Đó. Cho nên rằng là tôi rất là ngạc nhiên khi tôi thấy nhiều bệnh viện là vấn đề là siêu âm mạch máu chi dưới, ở trong tôi không có. Động mạch là một cục tiền mà tĩnh mạch là một cục tiền, mà bởi vì hai cái khảo sát nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Cái gì hình dung không? Và ngay cả cái tĩnh mạch cũng có hai kiểu nữa, anh chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch hay là suy tĩnh mạch nó khác nhau. Hình dung không? Huyết khối tĩnh mạch thì bệnh nhân được phép nằm trên giường, còn suy tĩnh mạch thì phải cho bệnh nhân đứng mà làm, chứ cũng hoặc là phải ít ra phải nửa nằm nửa ngồi chứ không thể nào ấy, đúng không? Đó. Và làm tĩnh mạch là không nhìn đến động mạch, mà làm động mạch thì không nhìn đến tĩnh mạch, đúng không? Chứ
đâu có thể là mình cho một cái chỉ định mà đưa có một đồng mà đòi làm hai cái được, đúng không? Một đồng là một đồng mà hai đồng là hai đồng, à hai cái phải tách biệt ra. Đó. Rồi bây giờ cái tín hiệu bóng đèn mình thu nhận thể dưới dạng âm thanh, dạng bộ và dạng màu, thì với mỗi cái đó thì mình sẽ nghe được cái âm thanh nó khác nhau. Cái này nó chạy được không? Cái này nó một cái là được. Thì cái âm thanh của cái dòng tĩnh mạch nó rất là êm dịu, còn cái dòng động mạch đó thà nó sẽ cắt quãng, còn cái dòng qua chỗ hẹp thì nó sẽ rất là thô ráp. Để cái này nó không chạy được cái âm thanh. Như vậy thì bây giờ một cái bộ rót đen thì mình sẽ coi, mình sẽ phân tích nó. Thì và một cái thời điểm xác định là cái hộp hồng này này, đây là cái bộ rót đen. Thấy chưa? Thì những cái tín hiệu, các tín hiệu rót đen có tần số khác nhau, biểu hiện bằng những vị trí khác nhau. Mỗi cái tần số nó có một cái vị trí ở trên cái hộp hồng này. Thì máy nó sẽ xử lý như thế nào? Cứ mỗi 5 đến 10 mili-giây tùy theo cái máy nó tốt hay không tốt, thì máy nó sẽ xử lý tín hiệu và nó cho ra một cái đoạn này để nó nối lại để thành cái bộ rốt len. Đó, nguyên tắc là nó làm như vậy. Và như vậy thì nhờ cái bộ rốt len này, người ta biết được cái vận tốc đỉnh tâm thu và vận tốc cuối tâm trương, tức là cái vận tốc cao nhất của dòng chảy. Tức là cái gì nên nhớ rằng là dòng hồng cầu thì nó gần, nếu mà cái lòng mạch của mình nó song song, nó không bị hẹp á, thì gần như là các hồng cầu chuyển động với cùng một vận tốc. Và như vậy thì những cái vận tốc cao nhất là cái pistolit, là cái vận tốc mà cái hồng cầu mà nó chạy nhanh nhất nó thể hiện. Và cuối tâm trương thì nó vẫn còn dòng chảy, thì mình thể hiện được cái thông thường mình sẽ có vận tốc đỉnh tâm thu, vận tốc cuối tâm trương. Và ngoài ra người ta có cái chỉ số PI và RI nữa, thì dựa vào cái phổ rốt đen này người ta sẽ cho ra. Đó, người ta nói một cách tương đối như vậy thôi, chứ còn thực tế đó là cái vận tốc của hồng cầu giữa dòng nó luôn luôn cao hơn hai bên thành mạch, là bởi vì hai bên thành mạch nó chịu cái sự ma sát của cái thành mạch, đúng không? Cho nên nó sẽ chậm hơn. Đó, cho nên một ngày nào đó mà thức tình mà muốn ra cầu Sài Gòn mà nhảy cầu thì nhảy ngay giữa cầu cái đường nhảy hai bên, nhảy hai bên cái người ta cứu được rồi, đúng không? Nó vướng vào hai bên thành là người ta cứu được mất tiêu rồi, không nhảy giữa cầu là chắc chắn luôn. Đó. Rồi bây giờ mình nói về cái đốt le màu. Như vậy thì đốt le xung á, là nó có cái ưu điểm là nó sẽ đánh giá được cái vận tốc của dòng chảy, đúng không? Chính xác của một cái mạch máu. Còn đốt le màu nó là gì? Bản chất của cái đốt le màu nó là đốt le xung. Nhưng mà thay vì một cửa sổ thì bây giờ người ta cho một đống cửa sổ ở trong cái hộp màu đó, đúng không? Như vậy thì một cái hộp màu nó vẫn có vài trăm cửa sổ đốt le nằm trong đó, là nhung ra không? Cho nên các anh chị thấy lúc nãy cái hộp màu nó to ra, cái nó giảm xuống hẳn trung bình xuống là như vậy, đúng không? Bởi vì nó rất là nhiều hộp màu nó nằm trong đó. Thấy chưa? Cho nên cho cái hộp màu nó nhỏ thôi, cho hộp màu to quá là rất là tội cái máy. Thì đối với đốt len xung á là chỉ có một vị trí đặt cửa sổ thôi, còn đốt len màu thì rất là nhiều vị trí nó đặt ở nhau trong cái hộp màu đó. Thì cái mục đích của cái hộp màu là cái gì? Nó xác định hướng dòng chảy và tốc độ trung bình. Thấy chưa? Đó, cho nên cái gì thấy là với cái cho hộp màu vô là mình thấy cái thang ở bên cạnh và nó có cái chỉ số là 2 cm/giây hoặc là 20 mấy cm/giây, đó là cái vận tốc trung bình. Nó nhận biết được vận tốc trung bình dòng chảy. Thì những cái thông tin đó nó chuyển đổi thành tín hiệu màu và nó chồng lên cái hình siêu âm 2 chiều. Đã. Tuy nhiên, cái điều này nó nói lên rằng là mỗi cái máy bây giờ các chị thấy bỏ 500 triệu ra mình cũng mua được cái máy màu, bỏ mấy tỷ ra cũng mua được cũng một cái máy màu à. Nhưng mà hai cái màu nó khác nhau. Là bởi vì sao? Một cái máy á, thì cái hộp màu nó như thế này là vài trăm cái hộp màu, vài trăm cái cửa sổ. Còn một cái máy á, là nó chỉ có mấy cái cửa sổ thôi. Hình dung ra không? Tức là nó cũng làm được nhưng mà nó sẽ rất là yếu. Đó. Thì tùy theo cái chất lượng máy mà cái số lượng cái hộp màu, cái cửa sổ này nó khác nhau. Đó. Như vậy trong cái hộp màu này mình hình dung là nó có rất là nhiều cái cửa sổ nó nằm trong đó. Đó. Để nó chuyển đổi thành tín hiệu màu. Cho nên mình nhắc lại nha, dù máy mình có tốt thì để cái hộp màu nó vừa phải thôi, đừng có để to quá. Còn cái đầu dò Ampex thì người ta chơi ăn gian. Cái gì thấy rằng là cái đầu dò Ampex là cái chùm tia nó phân kỳ, chứ là nó có những cái chỗ nó xuống răng. Thì giờ máy nó ăn gian mình gắn làm sao?
cái chùm tia này nó có xử lý tín hiệu màu, chùm tia này có xử lý tín hiệu màu, nhưng mà cái súng răng này nó không có tín hiệu, thì nó lấy cái màu bên này cộng bên này nó cho ra trung bình cái màu này, là dùng đâu thành ra màu nó vẫn cảm đều hết, nhưng mà nó có màu băng gian này trong đó. Rồi bây giờ nếu mà máy mà nó chỉ mã hóa hai màu xanh đỏ thì nó sẽ bỏ sót, là bởi vì xanh đỏ tức là một chiều đi tới mà một chiều đi ngược hoàn toàn. Còn trong thực tế nếu nó qua chỗ hẹp thì nó sẽ có những cái chiều phụ xoáy, những cái dòng phụ xoáy khác thì máy nó sẽ không nhận biết được, đúng không? Cho nên lúc đó người ta mã hóa thêm màu vàng và màu lục lam nữa. Thì như vậy thì đây là một cái chỗ hẹp của mặt hai lá, thì qua cái chỗ hẹp cái gì thấy nó bị aliasing nè, đó nó mã hóa màu khác nhau, thì lúc đó mình nhận biết được đó là chỗ hẹp. Như vậy thì cái aliasing để nhận biết được chỗ đó bệnh lý bất thường. Rồi bây giờ mình đến cái đốm nang năng lượng. Đốm nang màu á, lúc nãy tôi nói qua là cái gì biết rằng là nó bị cái sỏi ảnh hưởng dị vật, và nó không có nhận màu khi mà cái vận tốc nó dưới 1 cm/giây, cho nên người ta dùng để cái đốm nang năng lượng. Cái đốm nang năng lượng thì nó nhạt màu hơn, nhưng mà nó có cái nhược điểm, các chị thấy rằng là nó không cho biết đây là cái cú rốn, và nó không cho biết cái dòng chảy của cái động mạch rốn và tĩnh mạch rốn nó cho một màu hồng hết, đúng không? Thì cái ưu điểm của đốm nang năng lượng á là nó không có định hướng dòng chảy, và nhưng mà cái độ nhạt màu của nó cao hơn đốm nang màu, và nó cũng dễ bị cái xào ảnh dây chuyển động. Nhưng mà đó là cái thời xưa, bây giờ thì người ta đẻ ra một cái mốt rằng đốm nang năng lượng có định hướng thì nó nhạt màu hơn và nó không có xào ảnh dây chuyển động. Thì bây giờ mình xem đây là cái đốm nang màu, các chị thấy rằng là nó bị lan màu này, là bởi vì đây là cái tĩnh mạch cổ trong mà tôi giảm cái thang tốc độ màu xuống đến mức là nó bị aliasing luôn. Aliasing này là do cái thang tốc độ màu này nó quá thấp, cho nên là đối với cái dòng chảy tĩnh mạch này cũng là cả hình dung không, tức là dòng chảy tĩnh mạch nó đã thấp rồi nhưng mà cái thang tốc độ màu này nó rất thấp, cho nên cái dòng chảy của nó cũng là aliasing đối với cái thang này, hình dung ra chưa? Tại sao tôi giảm thang tốc độ màu xuống? Bởi vì tôi nghi nó tắt cái động mạch cảnh trong, đây là động mạch cảnh trung, đến đây nó tắt. Nhưng mà chưa? Khi tôi giảm xuống 10 cm/giây thì lúc đó nó tắt rồi, nhưng mà các chị thấy đây nó xào ảnh chuyển động. Thấy chưa? Tôi chuyển qua cái mốt đốm nang năng lượng có định hướng. Thì các chị thấy rằng là trên đây á, là cái sắc màu vẫn là xanh, dưới đây sắc màu vẫn đỏ, nhưng mà các chị thấy lúc này là nó không có cái vận tốc dòng chảy ở đây nè. À, thì cái đây là đốm nang năng lượng có định hướng. Tức là nhờ cái kỹ tiến bộ kỹ thuật bây giờ đốm nang màu nó đốm nang năng lượng nó lại định hướng được. Tức là người ta kết hợp mốt lại thôi. Thì đây là cái dòng chảy của tĩnh mạch cổ trong, đây là động mạch cảnh trung, và đến đây nó tắt hoàn toàn và nó không có bị cái sỏi ảnh do chuyển động nữa. Bây giờ. Rồi. Cái gì thấy là người ta sẽ ứng dụng rất là nhiều. Ví dụ như đây là lát cắt vỏ chuối của cái động mạch thận. Cái gì biết lát cắt nào? Động mạch thận á. Đây là động mạch chủ phụ nè. Đây là động mạch thận phải nè. Đây là động mạch thận trái nè. Và đây là cái tĩnh mạch chủ dưới nè. Dung rồng. Đó. Với cái lát cắt này thì nếu mình dùng đốm nang năng lượng có định hướng thì rất là đẹp. Cái gì thấy cái hình dưới này nó không có bị sỏi ảnh chuyển động. Thấy chưa? Cái hình trên này sỏi ảnh chuyển động, nhưng khi chuyển qua đốm nang năng lượng có định hướng thì mình thấy cái vỏ chuối này rất đẹp. Nha. Đây là động mạch thận bên phải và đây là mạch thận trái. Đó. Đây là một cái tĩnh mạch xuyên, đây là hệ tĩnh mạch đông, đây là tĩnh mạch xuyên. Cái gì thấy nó khổ lắm, mình làm đốm nang mà mình giảm xuống thang tốc độ màu cho nó nhạt màu á, thì đồng thời nó len đốt do chuyển động. Bây giờ thì tôi chuyển sang cái mốt đốm nang năng lượng có định hướng là nó mất luôn cái sỏi ảnh chuyển động. Bây giờ thì đây là những cái mốt mà mình rất là cần khi mình làm cái vận tốc dòng chảy nó thấp á, thì mình sẽ chuyển sang cái mốt đốm nang năng lượng có định hướng thì nó sẽ tốt hơn. Còn ngoài ra bây giờ nó có cái mốt beam flow nè, thì nó làm cho bớt cái len màu nha. Cái gì đây, cái len dòng chảy nó gọn mà, thì cái mốt này cũng một trong những cái mốt rất là tốt trong cái trường. Dạ. Bây giờ mình nói về suplex và triplex. Như vậy thì cái hình mà nó chỉ có trắng đen và sung thì nó gọi là triplex, còn là trắng đen và màu nó gọi là triplex, còn vừa trắng đen vừa màu vừa sung nó gọi là triplex. Nhưng mà vấn đề là mình phải phân biệt là triplex on hay là không on, tức là nếu ba mốt đồng thời thì máy nó rất là chậm, cho nên là khuyến cáo là các anh chị không có nên, nếu mà máy tốt thì dùng ba mốt đồng thời, còn không thì không có nên. Rồi
Bây giờ mình đề cập đến hiện tượng vượt ngưỡng. Mình phải học hết bài này cũng như bài nào cũng vậy ha. Thì trong cái lớp này nó có một cái yếu tố gọi là tần số lặp lại xung, tức là PRF. Thì cái PRF này nó bằng C, tức là cái tốc độ sóng âm trong cơ thể 1/540 chia cho 2D, tức là chiều sâu của mạch máu. Như vậy thì cái PRF là cái số lần mỗi giây mà cái đường dây đi về giữa đầu giò và mạch máu, đúng không? Như vậy thì cái mạch máu nó càng nông thì cái PRF này nó càng cải thiện, cái số lần nó càng nhiều. Còn cái mạch máu nó càng sâu thì nó càng bị hạn chế. Chính vì vậy cho nên là cấu trúc mà nó nằm nông thì nó nhạt màu hơn, sâu. Khi mà cái tín hiệu lốp đen mà nó chỉ thu nhận tốt khi nó có tần số bằng hoặc là thấp hơn cái PRF G2. Cái tần số giới hạn này gọi là tần số G-bit. Đó, như vậy thì khi tần số lốp đen, cái lốp đen xung mà nó vượt quá cái tần số G-bit thì nó sẽ xảy ra hiện tượng vượt ngưỡng. Đó, mình lý giải một chút về vật lý để hiểu cái vấn đề thôi chứ còn không cần phải thuộc. Cái vấn đề là mình nhìn cái bộ lốp đen thì mình biết nó vượt ngưỡng, cái nào là vượt ngưỡng. Thì lúc đó cái đốt đai xung mà nó bị cắt cụt cái cổ thì mình biết nó vượt ngưỡng. Còn đốt đai màu mình thấy cái lòng mạch nó song song mà mình thấy nó aliasing là nó bị vượt ngưỡng. Ví dụ như cái tình bệnh màu trắng này nó bị vượt ngưỡng, đúng không? Đó. Ví dụ như đây, cái mạch máu, cái thành mạch nó song song nhưng mà lòng mà nó bị cái bộ lục lam và màu vàng đây, chứng tỏ nó bị aliasing. Còn xung là cái gì cái chóp ở trên này nó bị cắt, nó kêu đường này, tức là nó bị aliasing, đúng không? Mình biết aliasing thì lúc đó mình phải điều chỉnh. Bây giờ mình điều chỉnh nó như thế nào thì mình qua cái phần kỹ thuật. Thứ nhất là nhận biết góc alpha. Như vậy thì tôi nhắc lại, cái góc alpha là cái học góc hợp bởi hướng của dòng chảy và hướng của chùm tia siêu âm khảo sát lúc này trở về. Như vậy thì đây là cái góc lúc này, hoặc là người ta gọi là alpha hoặc là theta. Thì có một nguyên tắc bất di bất dịch là cái cốt này nó sẽ thay đổi nhanh chóng khi cái góc này trên 60 độ. Cho nên người ta quy ước là làm lốp đen, cái góc lốp đen này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ. Bởi vì nếu mà nó nhỏ hơn bằng 60 độ thì sai số khoảng chừng 10%. Nhưng mà nó lớn hơn 60 độ thì sai số nó lên đến 25%. Cho nên bắt buộc làm cho lốp đen này cái góc nó phải nhỏ hơn bằng 60 độ. Và nó có nhiều cái sai của lịch sử lắm. Một trong những cái sai là người ta nói là cái dòng chảy hướng về đầu giò là màu đỏ và xa đầu giò màu xanh. Đây là một cái định nghĩa hoàn toàn sai. Nhìn cái hình này mấy em thấy rất là quen đúng không? Đây là nó cắt dọc ở con van liễu sườn, đây là túi mật, đây là lá gan, đây là cái dòng chảy của tĩnh mạch cửa, đúng không? Cái dòng chảy tĩnh mạch cửa hướng về gan, đây là cái đầu giò. Như vậy rõ ràng đây là dòng chảy hướng về đầu giò mà hóa màu đỏ, thì cái câu định nghĩa này nó đúng. Nhưng mà qua cái hình này cũng trên bệnh nhân này luôn, thì lúc này cái dòng tĩnh mạch cửa này nó màu xanh mặc dù nó vẫn hướng về đầu giò, đúng không? Tại sao như vậy? Tại vì cái nửa trên thang tốc độ màu này là màu đỏ, nửa dưới màu xanh. Bây giờ tôi đổi lại tôi cho nửa trên màu xanh, nửa dưới màu đỏ. Như vậy là cái màu của mình là cái màu quy ước, đúng không? Đốt đen màu, cái màu đó là màu quy ước. Như vậy thì nếu mà một cái câu định nghĩa đúng thì nó sẽ đúng trong mọi trường hợp, đúng không? Và nên lại thì tôi chỉ cần nhấn cái nút invert này thì lúc đó cái dòng chảy hướng về đầu giò nhưng mà nó lại là màu xanh. Cho nên bây giờ mình không có dùng cái định nghĩa trên nữa, mà nửa trên cái thang tốc độ màu nó quy ước màu của dòng chảy hướng về đầu giò, đúng không? Như vậy nửa trên này nó màu đỏ thì cái dòng chảy về đầu giò màu đỏ, nửa trên này nó màu xanh thì cái dòng chảy về đầu giò nó màu xanh. Cái bài mà trong lớp các anh chị đã cắt đi rất là nhiều rồi, và bởi vì đối với đầu giò linear nó còn cực kỳ phức tạp nữa, nhưng mà các anh chị không làm về máu tôi không có dạy, đúng không? Dạy là hậu quả nhập ma, giờ thuộc đến cái định nghĩa này thôi. Nửa trên nó quy ước cái màu dòng chảy hướng về đầu giò. Rồi. Như vậy thì nếu mình làm như vậy thì mình sẽ nhận biết được khi cái dòng chảy nó ngược. Các anh chị thấy là cái đường ren này màu đỏ, tĩnh mạch cửa hướng về đầu giò màu đỏ. Còn đây cũng là một cái tĩnh mạch cửa khác. Ở trên là động mạch gan, nên các anh chị nên cái làm chảy aliasing là mạch gan, cái tĩnh mạch cửa phía dưới này nè. Nửa ren này cũng màu đỏ, nửa dưới màu xanh. Như vậy là cái dòng chảy tĩnh mạch cửa này chạy về gan hay đi xa gan? Xa gan.
cái bờ gan này rất là đẹp, cái bờ gan này nó lộn nhộn, cái hồi âm gan này nó đồng nhất, cái hồi âm gan này không đồng nhất, bán bột đúng không? Như vậy thì cái này là sơ gan tăng áp tĩnh mạch cửa, và nó tăng áp đến mức là cái dòng chảy trong tĩnh mạch cửa nó đi ngược ra, chảy từ gan nó chảy ra. Và nhiều nào như vậy là màu không phải là xanh xanh đỏ đỏ để biết nó có dòng chảy, mà phải biết là cái màu đó để định hướng được dòng chảy nó. Và bởi vì nhiều khi dòng chảy bệnh lý mà mình không biết là mình không nói rồi, là dùng ra không thấy chưa? Như vậy thì nhìn vào cái này mình phải biết là cái dòng chảy này nó đang như được. Và điều đó nói lên rằng là không phải biết làm gì không là xong, mà phải hiểu về bệnh lý. Bởi vì trong bệnh lý thì khi mà tăng áp tĩnh mạch cửa đến một cái giai đoạn nào đó thì cái dòng chảy tĩnh mạch cửa nó sẽ đi ngược, nó chảy từ trong gan chảy ra. Hình dung ra không? Rồi bây giờ lưu ý như vậy thì tùy theo khi mà đưa một cái hình, thành ra trong nhiều cái sách người ta làm sai là bởi vì người ta đưa cái hình màu mà người ta cắt cái thang tốc độ màu này đi là không được. Hình dung ra không? Cái hình nó phải có cái thang tốc độ màu thì mình mới biết được cái hướng dòng chảy của nó. Cho nên ví dụ như với cái hình cuốn rúng này mà tôi lấy cái thang tốc độ màu thứ nhất thì như vậy là hai cái động mạch rúng này nó chảy về hướng đầu dòng và tĩnh mạch rốn chạy xa. Nhưng mà nếu tôi lấy cái thang tốc độ màu thứ hai này thì là lúc đó cái tĩnh mạch rốn này hướng về đầu dòng và động mạch rốn chạy xa. Hình dung ra không? Tức là phải có thang tốc độ màu thì mới đọc được hướng dòng chảy. Rồi bây giờ cái đầu dò bánh bét của mình nó phức tạp chứ nó không đơn giản đâu, nó là đầu dò 3 trong 1. Cái gì hình dung, nếu mà để lấy cái hình rắc đen thì máy nó sẽ cho ra những cái chùm tia rẻ quạt như này để cho xử lý hình rắc đen. Rồi khi mình cho cái rốt đen màu thì nó lại một số cái chấn tự khác nó hoạt động để nó lấy hình màu, thì nó cho cái tín hiệu rốt đen xung vô trong cái hộp màu này, giới hạn trong cái vùng này thôi, để nó xử lý những cái gì nhúc nhích động đậy nó mã hóa thành màu. Hình dung ra chưa? Rồi nếu mà như vậy thì tổng hợp hai cái hình này lại nó giống như mình chơi cái trò in màu á, nhiều lớp á, thấy không? Trắng đen này mình in thêm cái hình màu này vô nữa nó cho ra hình màu, đúng không? Như vậy nó là đầu dò 2 trong 1. Một cái đầu dò nó xử lý tín hiệu trắng đen, một cái đầu dò nó chỉ xử lý tín hiệu màu trong cái hộp màu này thôi. Những cái gì nhúc nhích động đậy trong cái màu đó nó xử lý, rồi hai cái này nó chồng lên nhau cho ra cái cái màu này. Rồi nhưng mà máy như vậy nó rất là giỏi, cái gì nó sẽ xử lý song song đồng thời hai cái, đúng không? Cho nên là nó phải rất là mạnh để nó xử lý. Chưa hết, giờ người ta làm thêm cái xung nữa, trắng đen màu bây giờ thêm cái xung nữa, như vậy thì nó phải cộng 3 cái lại, vừa trắng đen vừa màu vừa màu cho một cái chùm tia rất là xung, nó cho cái thanh điều chỉnh góc đây. Như vậy thì 3 cái cộng lại thì nó cho ra cái này, thấy chưa? Đó. Và như vậy thì một cái đốp le xung nó chỉ có giá trị là gì? Cái thanh điều chỉnh ở trong cái hộp màu này nó có cái thanh điều chỉnh góc, thì cái thanh này nó biểu thị cho trục của dòng chảy nha. Và cho nên mình phải điều chỉnh cái thanh này nó trùng với trục dòng chảy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái góc đốp le nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ thì cái chỉ số đốp le xung này nó có giá trị. Dạ. Bây giờ mình về điều chỉnh từng cái một. Đầu tiên điều chỉnh hộp màu. Như vậy thì thứ nhất rất là đơn giản, bây giờ các chị biết rồi. Thứ nhất là hộp màu nó không cần quá sâu. Thứ hai là nó vừa đủ qua trùng khởi khác thôi. Các chị thấy cái hình này 15, qua cái hình này nó nhỏ hơn rất là 22. Cái thứ hai như vậy thì cái điều chỉnh tối ưu là gì? Thứ nhất là mình bóp cái hộp màu này cho nó nhỏ lại. Thứ hai mình đưa cái hộp màu này nó lên đâu thì lúc đó nó sẽ nhẹ màu hơn. Rồi đối với cái tĩnh mạch rốn á thì là mình thường á là tại vì nó là một cái cấu trúc cái cuốn rốn á, nó là cái cấu trúc giống như cái sợi dây thừng, nên thông thường mình sẽ lấy được 2 cổ luôn một lúc. Nhưng mà rất là may là cái dòng chảy tĩnh mạch và động mạch nó ngược hướng với nhau cho nên nó vẫn không lẫn, thì mình sẽ nhận biết được cái tĩnh mạch và cái động mạch rốn và cái tĩnh mạch. Thì thông thường cái tĩnh mạch rốn nó rất là đều đặn như này, nhưng mà một khi mà mình rốt ra mình thấy cái tĩnh mạch rốn đập là nó sẽ chết dùng không? Nó có cái cổ tĩnh mạch rốn nó đập. Rồi bây giờ mình điều chỉnh để tránh cái hiện tượng vượt ngưỡng, thì do mình biết rằng là máy của mình sẽ điều chỉnh. Ví dụ như đây là một cái trường hợp nó cắt cụt, cái cổ này nó bị vượt ngưỡng, nó cắt cụt, thì rất là đơn giản, cái đường đề này, cái baseline này nó cao quá mình hạ thấp xuống, những cái này trên máy nó có hết hả, mình gạt xuống cho cái baseline nó thấp xuống thì nó hết. Cái thứ hai là mình tăng cái PRS
mình tăng cái pH để cho nó để cho nó như vậy thì cái này nó dẫn mình làm sao để cho nó cái tần số lặp lại xung nó càng cao thì nó sẽ cái phổ đốt le nó sẽ càng tránh được cái hiện tượng ngược thưởng. Đó thì ví dụ như cái hình thứ nhất này nhưng mà các chị nên nhớ nhìn những cái hình này thì tôi phải nhắc các anh chị là cái đầu dò mình nó là 3:1 cho nên các anh chị lưu ý cái cung thứ nhất này là những cái thông số cho bi mốt tức là hình trắng đen cái tần số nó 12 MHz và cái cung thứ hai này là cho đốt le mỏng và cái cung thứ ba này là cho đốt le xung thì tần số đầu dò cho đốt le xung là 5 MHz cái gì hình dung không như vậy là đầu dò của mình nó làm rất là phức tạp chứ không phải đơn giản tại vì nguyên khi mà cái tần số đầu dò nó càng cao thì cái độ nhạy màu nó càng kém cho nên người ta phải cố gắng giảm cái tần số xuống cho nên những cái chứng tử mà dùng cho trắng đen thì nó 12 MHz mà chứng tử mà dùng cho màu là 50 MHz cho xung là 50 MHz thấy gì không chế tạo cực kỳ đầu dò cực kỳ phức tạp thì đối với đốt le màu này là cái pRF này đây là pRF này 2.1 kHz là nó bị hiện tượng vật thường nó cục thì cái này tôi giảm xuống đốt le màu tôi tăng cái tần số lặp lại xung lên 4.6 từ 2.1 lên 4.6 nó mất liền nha nhưng mà tất nhiên cái pRF mình không có thể tăng muốn tăng bao nhiêu tăng được đúng không nó tùy theo mà nó còn mát cho nên vẫn có những trường hợp nó vật thường và người ta khuyến cáo là mình không có nên để cái phổ này nó thấp quá thì khi mà cái này mà tôi tăng cái pRF lên 7.9 kHz thì cái phổ nó còn chút xíu tại vì nguyên tắc là cái phổ nó càng lớn thì mình càng đo chính xác nó đừng có vượt ngưỡng nha nó vượt ngưỡng là không tốt rồi nhưng mà cái phổ quá thấp là mình đo không tốt còn giống như cái gì đo cái MRT mình phải phóng đại hết mức lên cho nó khô và nó còn rõ hình nữa để mình đo chứ mình để nó nhỏ quá mình sẽ đo nó không chính xác. Rồi thì cái hiện tượng vượt ngưỡng nó có một ứng dụng rất là hay ở trong cái siêu âm mạch máu tức là người ta dựa vào cái hiện tượng aliasing đây là động mạch cảnh chung động mạch cảnh ngoài động mạch cảnh trong nó bị hẹp dựa vào cái chỗ aliasing này để biết cái mạch máu nó bị hẹp. Rồi bây giờ mình điều chỉnh cái thang tốc độ màu cái thang tốc độ màu nó nhận biết cái vận tốc trung bình của dòng chảy cho nên rằng là nếu mà dòng chảy cao thì mình để cái thang tốc độ màu cao đây nó thể hiện bằng cái này mà thang cái vận tốc dòng chảy thấp thì phải để cái thang tốc độ màu nó thấp đó thì bây giờ mình phải biết cách điều chỉnh đúng ví dụ như cũng là một cái động mạch cảnh chung nhưng mà các chị thấy cái hình giữa này rất đẹp đúng không là bởi vì cái thang vận tốc màu nó là 34 cm trên dây còn cái hình này á là nó bị khuyết màu là bởi vì tôi để cái thang vận tốc màu quá cao hình dung ra không thì chỉ có những dòng chảy nó vận tốc rất cao nó có màu thôi còn cái vận tốc thấp cạnh thành mạch này nó không có màu đúng không rồi mình nói đây là nó có những cái mảng vữa sơ ở thành mạch này đúng không không đúng là bởi vì mình để tăng màu còn nếu mà tôi để thang tốc độ màu có 7 cm trên dây thì lúc này nó bị ảnh hưởng tại vì cái dòng chảy mình đang vận tốc cao đúng không như vậy thì có em đã từng nói nếu vậy thì bây giờ em làm động mạch cảnh em để bao nhiêu thầy thì thông thường trong máy nó xét là chừng 35, 34, 35 nhưng nếu cái người đó là một người cao huyết áp không điều trị thì lúc đó vận tốc nó sẽ cao hơn cái dòng chảy đó nó sẽ bị ảnh hưởng đúng không tại vì cái bơm của mình nó mạnh thì dòng chảy nó mạnh đúng không ngược lại nếu mà cái cục xuyên đi thì có nhiều khi mình thì giảm cái thang tốc độ màu xuống đúng không như vậy thì không có một con số nào máy thì chỉ cho con số đối với người bình thường thôi còn trên thực tế bệnh nhân làm được thì điều chỉnh nha chứ không phải là máy nó nhận biết được đâu máy nó không nhận biết được đâu rồi đó thì đây là một cái điều chỉnh nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh các anh chị thấy rằng là một cái mạch máu nó bị hẹp và đây là trước hẹp đây là tại hẹp và sau hẹp nó aliasing toàn bộ như vậy đây là không điều chỉnh không đúng và khi điều chỉnh lên cao quá đó, thì cái chỗ này nó mất màu
khi mình điều chỉnh vừa phải thì trước hẹp nó không aliasing, nó chỉ aliasing tại hẹp và sau hẹp thôi, thì đây là điều chỉnh đúng không? Tại vì mình biết là khi dòng chảy nó qua chỗ hẹp thì nó sẽ tăng vận tốc, cho nên là nó sẽ bị aliasing. Rồi, nhưng cái chỗ mà máu hẹp nặng đó là nó có tăng luôn luôn, nó có tăng theo tỷ lệ thuận với độ hẹp không? Rồi, bây giờ tao nói nha. Vợ tôi thì cứ treo với cái chậu cây trên cao á, mà hồi mà chưa có cái bòi tưới tôi cũng phải bóp cái ống để tôi tưới đúng không? Bây giờ mình cầm cái ống nước gì, đến khi mình bóp cái miệng ống lại thì nó sẽ vọt lên nó. Nhưng mà đến khi tôi bóp nhiều nữa thì nó làm sao? Nó xỉu, bóp nữa tắt luôn, đúng không? Như vậy thì cái dòng chảy mình cũng vậy, khi nó bị hẹp thì nó tăng vận tốc, nhưng mà đến một lúc nào đó thì vận tốc dòng chảy nó sẽ trở về bình thường, và đến một lúc nào đó thì nó giảm thấp xuống luôn. Hiểu chưa? Rất là đơn giản. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà dòng chảy nó qua chỗ hẹp nó mất năng lượng, đúng không? Bây giờ các chị cứ chui địa đạo của chi nữa, cái đường nó hẹp nó chui một đoạn là coi như hết thở được rồi. Tại vì mình chui qua chỗ hẹp mình mất năng lượng, đúng không? Thì cái dòng chảy như vậy nó qua chỗ hẹp là nó bị tiêu hao năng lượng, cho nên là nếu mà qua chỗ hẹp quá nặng là nó không còn gì để chạy được hết, đúng không? Như vậy thì qua cái chỗ mà máu hẹp nặng thì mình phải cẩn thận. Ví dụ như đây, mình thấy đây là động mạch cảnh trung, đây là động mạch cảnh ngoài, đây là động mạch cảnh trong. Như vậy thì chẳng lẽ với cái hình ảnh này kết luận là tắc động mạch cảnh trong, đúng không? Cảnh ngoài nó còn tín hiệu màu này. Thì bây giờ tôi biết giảm cái thang vận tốc màu xuống từ 60, tôi giảm xuống còn 15, tôi nếu nó còn dòng chảy ở trong cái này, cái gì hình dung nó không? Là bởi vì cái chỗ này nó hẹp rất là nặng, cái vận tốc nó rơi xuống rồi, hình dung nó không? Thì tôi giảm xuống 15cm trên dây thì nó có tín hiệu màu, còn cái này tôi để 60 là nó không có tín hiệu màu. Hiểu chưa? Đó. Rồi, luôn luôn mình phải có cái đốt le sung để mà chẩn đoán, đúng không? Thì cái trường hợp này tôi cho đốt le sung vô. Rồi. Cái dòng chảy tĩnh mạch có vận tốc thấp, cho nên mình hết sức cẩn thận với nó, và nó rất là dễ bị sợ hãi cho chuyện đó. Đó, cái gì thấy? Đối với cái dòng chảy động mạch lúc này mình để 35, còn đối với dòng chảy tĩnh mạch này có 15, thì mình phải nhận biết được nó. Cho nên một trong những cái là đối với tĩnh mạch là người ta dùng cái hồi âm thiên pháp của dòng chảy để chẩn đoán. Các chị thấy đây là một cái tĩnh mạch nó bị suy, và cái gì hình dung này, cái mạch máu như này chỗ này nó bị giãn ra, đây là cái lá van này, đúng không? Và tôi cho người ta làm cái nghiệm pháp Vasama, tức là bắt người ta rặn đó. Đó, các chị thấy được cái dòng chảy nó cụ xoáy qua cái lá van này không? Thấy không? Và cái này làm hoàn toàn trên trắng đen, đúng không? Và mình nhờ vào cái hồi âm thiên pháp của dòng chảy mình thấy cái dòng chảy cụ xoáy, thấy không chị? Thấy rõ mà cái màn hình này rất là tốt để xem, thấy không? Đó. Trong khi đó nếu mình làm màu thì nó không đẹp bằng đâu. Tại vì khi màu á, người ta rặn như vậy nó sẽ bị sợ ảnh cho chuyển động. Đây là không có màn thân vàng. Và cái gì coi cái màn thân vàng này, thấy không? Nó từ màu xanh nó chuyển sang màu đỏ, tức là biết cái dòng chảy nó ngược lại, nhưng mà nó không đẹp bằng cái này. Thấy chưa? Đâu phải, không phải lúc nào cái màu nó cũng đẹp hơn cái trắng đen đâu. Rồi, cái độ lọc thành thì không cần thiết lắm. Bây giờ mình coi điều chỉnh gen cổ và gen màu. Cái gen cổ và gen màu nó rất là quan trọng, bởi vì khi cái gen cổ hoặc màu nó quá thấp thì mình sẽ bỏ sót cái điều đó ra, nó quá cao thì bị soi gương. Ví dụ mình làm đốt le sung mà không có được một cái tín hiệu nào hết là bởi vì mình thấy lờ mờ này, thì do cái gen cổ, đây là gen này, đây là cho đó, cái thứ ba này cho đốt le sung, cái gen này nó có tăng mình không thấy đâu, mình phải tăng cái gen nó lên, cái gen lên 37 thì mình thấy cái tín hiệu nó ok. Nhưng mà mình tăng cái gen nó lên nữa, lên đến 78 thì coi như nó đáng xóa luôn. Thì như vậy đây là cái điều chỉnh đúng, đây là gen quá thấp, đây là gen quá cao, đúng không? Một cái kiểu biểu hiện như gen nữa, tức là mình thấy cái bộ đốt le và tự nhiên soi gương với nó qua đường bên này là nó có phổ y chang, và nó đậm độ nó lạc hơn thì mình biết nó dư gen cổ thì cũng có một dạng cái gen. Thế không? Bây giờ mình sẽ có một cái nút remote, một cái nút color và một cái nút kia nút lưu, đúng không? Thì cái gen đó là nó nằm ở trong cái nút đó luôn, mình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ là tăng và xoay ngược chiều kim đồng hồ là giảm cái gen, đúng không? Đó,
đây là một cái hình rất đẹp và đây là một cái hình cái gen màu nó thấp. Đúng không? Cái gen màu này là 16, cái gen màu này là 7 và cái gen màu này là dương gen, tức là cái gen màu này nó 35. Đúng không? Thì những cái nút này mình phải biết là khi cần mình phải điều chỉnh. Đây là dương gen màu, đây là thiếu gen màu, đây là gen màu vừa đủ. Đó. Cái điều này nó ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Ví dụ như đây, cái mạch máu nó dư gan quá, mình không thấy chỗ nào hẹp hết. Nhưng mà khi mình giảm cái gan xuống, mình thấy được cái chỗ hẹp rất là rõ đây. Bây giờ, cái này là nhắc lại nha, mình phải điều chỉnh cho máy, nó không có tự điều chỉnh đâu. Rồi. Bây giờ mình đề cập đến cái bộ, đây là cái phần cuối cùng của bài của buổi sáng, của cái phần đầu hôm nay. Và cái bộ ta đất tập vấn, cái bộ này nó rất là quan trọng trong cái chuẩn đoán. Bây giờ một cái dòng chảy nó bị hẹp nặng ở thượng lưu thì khi mình làm ở hạ lưu mình sẽ thấy cái cổ ta đất và cái cổ này gọi là dịch ra là cái cổ mạch nhập. Tôi nói ví dụ như bệnh nhân bị hẹp nặng ở động mạch đùi, bây giờ mình làm cái động mạch chạy trước mà động mạch đùi nó hẹp nặng thì chạy trước nó là có vẫn có mọc nhưng mà nó sẽ cho ra cái cổ ta đất và cốt, tức là mạch rất là chậm. Nói chung giống như mình ra mình trúng hôn biển động thì sóng nó cao, mà trúng hôn mà trời yên biển lặng là sóng nó gần lăn tăn, thì đó chính là cái cổ ta đất tập vấn. Hiểu không? Rồi khi nào mình gặp nữa, khi mà mình tắt động mạch đùi mà tắt do vữa sơ, bây giờ ví dụ như tắt động mạch đùi có hai kiểu tắt. Một là cục cái khối nó lấp vô một cái gây tắc luôn động mạch đùi, thì lúc đó mình phải mổ khẩn cấp chứ không là bệnh nhân, hoặc là bây giờ người ta đang tiệm mạch người ta lấy được cục máu đông ra, còn không là bệnh nhân sẽ cưa cái chân, cưa cái đoạn dưới chỗ đó. Còn thông thường nhất là sao, mình bị vữa sơ năm này tháng nọ thì vài chục năm nó mới tắc, thì lúc đó mình không bao giờ cưa chân hết là bởi vì sao, khi mình ra đường mà kẹt xe thì mình leo lề chuyên gia leo lề đúng không? Đó thì mình sẽ leo lề, cho nên là bây giờ nó tắt đường chính thì nó sẽ có những cái bằng hệ, thì bây giờ nó tắt vừa vừa thì bằng hệ một, rồi theo năm tháng thì mình nên nhớ là từ nó hẹp đến tắt là vài chục năm, cho nên nó hình thành mặt lưới bằng hệ để nó nuôi. Nhưng mà chắc chắn là bệnh nhân sẽ có cơn đau cách hồi là bởi vì sao, máu nó nuôi không đủ, không đủ để chạy, chỉ được đi 5m 10m thôi, không đủ để chạy. Rồi chạy máy mình, cho nên rằng là cái dòng chảy ở dưới là vẫn có tưới máu, nhưng cái tưới máu đó là bộ ta đã tập vấn. Dạ. Một cái mạch máu nó hẹp trên một đoạn dài thì cái đoạn sau nó cũng có khổ, đúng không? Rồi một cái tạng nó bị xoắn mà xoắn không hoàn toàn, dạ, xoắn tinh hoàn, xoắn buồng trứng mà xoắn không hoàn toàn thì lúc đó mình coi trong cái tinh hoàn hoặc trong buồng trứng mình sẽ thấy cái khổ này. Hình dung ra không? Đó, cái phổ do cái mạch máu rất là kém. Thì làm sao mình biết được? Cái phổ này là cái thời gian gia tốc, tức là accelerated time, cái thời gian gia tốc ngay kéo dài. Cái pitch systolic nó thấp và nó tròn. Đó, mình nhận biết được. Mình có một cái ví dụ để hình dung, tức là mình làm đối đại động mạch thật. Bên trái này nó thông thoáng, bên phải này nó hẹp nặng ở gốc. Thì lúc mình để cái cửa sổ đốt đại ở trong thận này, thì nếu mà thân trái này là cái phổ nó hút lên cao và rất là nhanh như thế này, còn bên phải thì nó thấp hơn, pitch nó thấp hơn, còn cái AT này là cái nhạt. AT là cái thời gian gia tốc, tức là nó từ zero nó vọt lên như thế này, nó gọi là thời gian gia tốc. Thì nếu mạch máu thông thoáng, tim nó bóp cái là nó vọt lên liền, đúng không? Đó, tất nhiên nó có một cái đoạn lề này, nhưng mà cái AT là cái đoạn này, và cái này là mình đo được trên máy, đúng không? Rồi thế thì bây giờ tôi nói đây là động mạch cảnh chung, mình có hai cái hệ, bên này nó thông thoáng thì mình đo tại cảnh chung, mình thấy cái AT này nó ngắn, đo lên cảnh trong AT này nó ngắn, nhưng mà đây chỗ này nó hẹp đây, thì mình để cái cửa sổ đây là ở hạ lưu, đúng không? Qua chỗ hẹp mình để đây có cổ này, ta đỡ cổ đây, đây ta đỡ cổ, mặc dù chỗ này không hẹp, chỗ này không hẹp, mình nhung ra nó không hẹp nhưng mà cái cổ nó bị biến đổi, tức là nó bị hẹp phía trước đó. Đó. Ví dụ như đây là cũng là cái động mạch trong nhu mô thật, cái AT này nó rất là ngắn, đây là tôi đo cái AT này, đúng không? Nó vọt lên đỉnh đây. Còn cái này cũng đốt đây trong một động mạch thật, cái gì thấy cái bộ này nó cao hơn cái này nữa, nhưng
cái gì nên nhớ rằng là cao hay không nó không quan trọng, mà coi cái thang tốc độ màu, thang tốc độ đây nè. Cái đỉnh này á, là nó trên 50cm/giây, còn cái đỉnh này á, là nó chưa đến 20cm/giây. Tại vì mình giảm cái pi rãnh xuống thì cái này nó sẽ cao hơn. Hình dung ra không? Đó, thành ra cái này nó chỉ có 21cm/giây và cái AT này kéo dài. Thì cái phổ này là phổ ta rất là tốt. Hình dung ra chưa? Còn cái phổ này là hoàn toàn bình thường, cái này nó đến 50, 60cm/giây. Rồi, đây là một cái bệnh nhân có thai với cái buồng trứng bị kích thích, tức là người ta dùng thuốc kích thích buồng trứng, và bệnh nhân đau bụng, dùng thuốc kích thích mà đau bụng rất hay gặp, đó. Nhưng mà người ta đau bụng và khi làm siêu âm hết sức, làm mình thấy rằng là có rất là nhiều căn đoạn ở cái buồng trứng này, buồng trứng rất là to. Mình làm lúc này động mạch buồng trứng mình thấy có vỏ lúc này mừng quá, buồng trứng này không bị sỏi, nhưng mà không phải nó bị sỏi. Làm sao mình biết được? Cái pistolite này đây là 4, đây là 8, nó khoảng chừng 7-8cm/giây. Và cái phổ này là phổ ta đất động cơ, tức là AT kéo dài và thấp. Hình dung ra chưa? Thành ra là có phổ đốc đa không có nghĩa là bình thường. Cái này nó là cái phổ bất thường, đúng không? Cái phổ này chứng tỏ là nó bị sống. Người ta mổ ra là nó sống vào. Thấy chưa? Đây là cái động mạch cảnh chung. Cái lòng mạch rất là thông thoáng, đồng ý không? Rồi, nó có bình thường không? Khi mà cái AT này nó kéo dài, cái pistolite lớn, cái này là thấp. Thấy chưa? Động mạch cảnh chung khoảng chừng 80-90, cái này nó phải chừng 40 thôi. Cái AT này nó tròn, nó thấp kéo dài. Thì như vậy, cảnh chung như vậy thì chắc chắn là phía trước nó có bất thường, đúng không? Cái này cảnh chung bên phải. Thì bệnh nhân này là bị hẹp ở tại gốc của cái thân cánh tay đầu. Thì như mà mình không làm được cái gốc thân cánh tay đầu, mình làm cái động mạch cảnh chung này, nhưng mà mình biết ở phía trước nó có vấn đề, đúng không? Như vậy thì ngược lại mình sẽ cho cái chỉ định khác để làm, để chẩn đoán cái bệnh lý của nó, đúng không? Dạ. Bây giờ mình đây là động mạch đùi, cái gì thấy nó tắc, nó tắc nhưng mà rất là hay. Trước tắc có màu, sau tắc cũng có màu. Thấy chưa? Như vậy cái màu sau tắc này là do bạn hẹp, thấy không? Rồi bây giờ mình làm đến cái động mạch dày trước, mà mình làm siêu âm mà mình thấy cái thành mạch nó bôi hóa như thế này thì thông thường là bệnh nhân tiểu đường lâu ngày nó mới bôi hóa thành mạch như thế này. Làm đắng đen thì không được, mình phải cho màu vô. Cho màu vô thì màu rất là đẹp, là bởi vì mình để thang tốc độ màu thấp, nó aliasin luôn. Rồi cái phổ này là phổ gì các anh chị? Phổ này phổ gì? Phổ ta đất hoặc có. Điều đó có nghĩa là nó tắc ở phía trên, nhưng mà phía dưới này động mạch chạy này còn có máu nuôi, thậm chí nó aliasin luôn, nhưng mà cái phổ này là phổ ta đất. Bây giờ rất là thấp. Dạ. Đây là cái động mạch đùi, động mạch chạy trước bên trái. Trên đắng đen là mình không biết được mà có dòng chảy không. Trên màu thì rất là đẹp, nhưng cái phổ này nó giống như cái rung rơn, cái này cũng là, đúng không? Có hai cái kiểu biểu hiện như vậy. Điều đó chứng tỏ là nó hẹp nặng hoặc là nó tắc ở phía thượng lưu. Rồi, nghỉ giờ nào, mấy phút. Dạ.